Ta xây gia viên trên lưng huyền vũ chương 1455, cướp sạch chợ nô lệ. Kết cạch. Ngôn băng đưa ngón tay lên cò súng, con mắt màu tím lạnh như hàng sương, nhìn tên ma pháp sư kia giống như đang nhìn một người chết. Ta đi với ngươi. Ma pháp sư chê cười nói. Ha hả. Kỵ sĩ vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ bên cạnh mở mắt, ánh mắt nhìn ma pháp sư tràn đầy trào phúng. Ngươi cười cái gì? Ma pháp sư trợn mắt nhìn. Kỵ sĩ Vũ Điền cười lạnh một tiếng, dẻo cợt nói. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất nực cười, ngôn băng cắt hạ cho ngươi giải dược, ngươi còn uy hiếp cô ấy. Hắn khinh thường ma pháp sư, rõ ràng có thể rời nơi này, còn có thể giải hết độc, chỉ cần làm việc cho người khác 5 năm là có thể đổi lấy tự do, giao dịch này rất đáng giá. Ma pháp sư hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt hắn u ám nói. Hừ, ngươi tốt nhất nên câm miệng lại, nếu không ta sẽ lấy mạng của ngươi bao quanh người hắn có nguyên tố ma pháp, rất có thể một lời không hợp liền ra tay. Ông Sau một khắc, lĩnh vực vô hình bao phủ năm thước xung quanh, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy. Kỵ sĩ Vũ Điền co rút con ngươi, bắp thịt toàn thân căng thẳng, giống như đang đối mặt nỗi sợ hãi cực lớn. Hắn hé miệng, hét lên, lại không truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Ngôn băng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, con mắt màu tím hiện lên tia lạnh. Vũ Điền vô thức ngậm miệng lại. Sắc mặt của tên ma pháp sư trắng bệch như tuyết, không nghe được tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, thật giống như hắn đã chết rồi. Hắn ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt, ngón tay đối phương cử động rồi. Vô thanh vô tức, súng ngắm trong tay ngôn băng rung một cái, viên đạn xuyên qua trán ma pháp sư một cách chính xác. Đồng tử ma pháp sư giãn ra, lỗ máu trên trán hắn đã cướp đi sự sống, thi thể hắn vô lực ngã về phía sau, lại bị xích sắt níu lại, không ngã xuống đất. Hắn đến chết cũng không hiểu, tại sao Ngôn Băng lại động thủ? Ông, Ngôn Băng tắt bộ giảm thanh, âm thanh lần nữa trở về. "Hô hô hô." Vũ Điền há miệng hô hấp, y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn ma pháp sư đã chết, trong lòng sợ hãi, trên mặt viết đầy ý nghĩ mà sợ. Ngôn Băng thu hồi súng ngắm, nhìn kỵ sĩ lạnh lùng hỏi: "Ngươi đi với ta không?" "Sở dĩ cô giết ma pháp sư" là cho rằng người như vậy không thích hợp ở lại thành huyền vũ, dù cho hắn là ma pháp sư cấp 6. Vũ Điền giật giật yết hầu, hỏi. Sẽ cho ta giải dược ư? Ngôn băng gật đầu lạnh nhạt nói. Đương nhiên, làm việc đủ 5 năm, ngươi có thể khôi phục tự do. Được, ta trở về với ngươi. Vũ Điền không do dự, đã vội vàng gật đầu đáp ứng. Sắc mặt ngôn băng dễ nhìn hơn chút, lấy chìa khóa ra cởi khóa còng cho kỵ sĩ, thả hắn ra. Ngươi ở đây chờ một chút. Cô lạnh lùng căn dặn một câu. Được. Vũ Điền Thành thật đứng tại chỗ, nhìn thiếu nữ tóc tím thuyết phục những người khác. Tầng 2, Liên Nguyệt cứu hải yêu ra, lại mở xuyên xích cho những nô lệ khác, một ít nô lệ không phối hợp, thì bị bỏ lại trong lồng sắt. Làm xong những thứ này, nữ tử tóc trắng lại lên lầu ba. Cô và ngôn băng tuân theo truyền thống của thành huyền vũ, mang toàn bộ vật đáng tiền nơi đây đi, không sót lại thứ gì còn có thứ tốt nào không? Ngôn băng nhìn nữ tử tóc trắng từ trên lầu đi xuống. Không còn gì, đều ở nơi này. Ly Nguyệt lắc đầu, chỉ vào túi da thú căn phòng trên người nô lệ. Vậy thì đi thôi. Ngôn băng cười cười. Ừm, trở về. Ly Nguyệt nhếch khóe môi, lần này ra ngoài thu hoạch được rất nhiều. Vũ Điền xoay người lại nhìn những nô lệ không phối hợp, thấp giọng nói. Các hạ, mọi người ở đây đều thấy các ngươi cứu mạng bọn họ ngươi không sợ bị công tước phát hiện sao mắt ngôn băng lóe lóe nghiêng đầu nhìn về phía ly nguyệt nói cũng đúng nếu không thì diệt khẩu đi đừng kiếm chuyện cho đại nhân ừm có thể ly nguyệt cầm súng ngắm mở ống hãm thanh những nô lệ xung quanh chìm trong im lặng chết chóc những nô lệ còn trong lòng thì kinh hãi trợn mắt há miệng cầu xin sự thương xót nhưng không lời nào thốt ra được ly nguyệt thấy mục đích uy hiếp đã đạt được liền tắt ống giảm thanh, tiếng cầu xin sợ hãi truyền vào tai. Đừng giết ta, ta sẽ rời đi với các ngươi. van cầu các ngươi, ta sẽ không nói, một câu nói cũng sẽ không nói. Nô lệ trong lòng sắt liên thanh cầu xin tha, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất dập đầu. Vậy đều đi theo ta. Ly Nguyệt lạnh lùng nói. Cô quyết định sau khi trở về thành huyền vũ, để những nô lệ trong lòng sắc làm việc đào mỏ một thời gian. Cuối cùng, Cả tiệm nô lệ đều bị lấy sạch, các nô lệ đứng xếp hàng ra ngoài. Đạp đạp đạp. Ngoài chợ nô lệ, có không ít nô lệ đang đứng, được canh gác bởi những hộ vệ trung ương. Trở về. Ly Nguyệt thấp giọng tự nói. Chúng ta có quá nhiều người, trở về bằng cách nào? Vũ Điền nghiêm túc mà hỏi, lúc hắn đi khỏi tiệm nô lệ, bị số lượng người trên đường phố dọa cho giật mình. Hắn tưởng rằng chỉ có tiệm nô lệ của công tước bị để mắt tới không nghĩ tới là toàn bộ nô lệ trên phố. Ngồi trên tiểu thải trở về. Ly Nguyệt giơ tay vỗ phát ra tiếng. Xoạch. Ngôn băng ngẩng đầu nhìn trời, dưới màn đêm, ưng lửa ở trong không trung vỗ cánh xoay tròn. Sau lưng của nó, nhận quỷ ảnh phục ra tơ nhện, để kỳ nhông chính màu vô hình rơi từ trên trời xuống chợ nô lệ. Vũ Điền cùng một đám nô lệ xem đến ngay người, đây là thao tác gì? Ngôn băng thấp giọng thúc giục đừng sững người ra đó, động tĩnh đã không nhỏ, nhanh lên đi, chúng ta phải rời nơi này. Vũ Điền nhìn kỳ nhông chính màu to lớn, nhịn không được nuốt nước miếng, khí tức nó tản ra, làm cho hắn có chút trung chân. Nhanh chân lên một chút. Ly Nguyệt thấp giọng quát nói. Dưới sự thúc giục của hộ vệ trung ương, các nô lệ sợ hãi leo lên lưng kỳ nhông chính màu. Tiểu thải, chúng ta đi. Ly Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ đầu kỳ nhông chính màu. Khí khà hí dép zét Thân thể kỳ nhông chính màu biến sắc, khoảnh khắc tiếp theo biến mất ngay tại chỗ. Ưng lửa vỗ cánh bay cao, nhận quỷ ảnh cũng bắt đầu thu gom tơ nhện, kéo kỳ nhông chính màu lên. Đạp đạp đạp. Đám người ly nguyệt vừa rời đi được một lúc. Công tước nghe được động tĩnh, lập tức chạy tới. Trên khuôn mặt già nua của hắn xám xịt lại, toàn bộ chợ nô lệ an tĩnh đáng sợ, điều này làm cho trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành. Công tước đi đến cuối phố, thấy cửa gỗ tiệm nô lệ mở lớn, biến sắc. Chờ hắn đi vào tiệm nô lệ, chào đón hắn là những lồng sắt trống rỗng. Là ai làm? Hai mắt công tước mở to, tiếng gầm giận dữ truyền khắp khu chợ nô lệ. Hắn tỏa ra khí tức cường giả cấp 9, khiến cả tòa nhà lầu bằng gỗ đều chấn động. Một ít người bí mật quan sát kinh hải không thôi, hóa ra thực lực chân chính của công tước là cấp 9, không phải cường giả cấp 8 như lời đồn. Những chủ tiệm nô lệ nghe tin chạy tới, thấy cửa tiệm tiệm nô lệ trống rỗng, cũng vô cùng phẫn nộ. Một đêm này, chợ nô lệ đã định trước sẽ không yên ổn. Khu trung ương, trong thư phòng ở cung điện. Mục lương nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, trong lòng tính toán điều gì đó, đồng thời chờ tin tức của đám người ly nguyệt. Cọt kẹt, cửa thư phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Nguyệt thấm lan bước vào gian phòng, ưu nhã hỏi. Nhìn ngươi nhíu mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ có nên đến vương cung một chuyến không? Ánh mắt một lương lóe lên. Đến vương cung. Vương cung của vương quốc Hải Đinh. Nguyệt Thấm Lan hơi nhăn chân mày. Mục lương gật đầu nói. Từng, nơi đó chắc có không ít sách, giúp ta nhanh chóng hiểu rõ vùng đất mới này. Vậy đi thôi, dựa vào thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức đi vào mà không bị người phát hiện. Nguyệt Thấm Lan nở nụ cười trên môi nói. Muốn đi, nhưng ta đang suy nghĩ có nên thông báo cho quốc vương Hải Đinh một tiếng. Mục Lương đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu xanh nước biển của Nguyệt Thấm Lan. Nguyệt Thấm Lan nhún vai, ưu nhã nói. Lão có thể không đồng ý, còn không bằng không nói cho lão biết. Cũng đúng. Mục Lương cười một tiếng. Đã giải quyết xong. Nguyệt Thấm Lan vươn tay, nhẹ nhàng xoa trán anh. Giải quyết xong. Mục lương ôm eo thon của cô Anh ngửi mùi thơm ngát trên người cô Nhẹ giọng hỏi Y bên đó như thế nào rồi Nguyệt thấm lan ưu nhã nói Cô ấy đã theo vưu phi nhi đến phòng thí nghiệm Đang làm quen môi trường Phi nhi khen cô ấy có thiên phú rất tốt Ừm, vậy là tốt rồi Mục lương chậm rãi gật đầu Anh dự định bồi dưỡng luyện dược sư Thành huyền vũ phải có luyện dược sư riêng mới có trợ lực với sự phát triển lâu dài thành phố. Nguyệt Thấm Lan tựa vào một lương, tay dán lên lồng ngực anh, nghe rõ ràng tiếng tim đập như tiếng trống. Một lương nghiêng đầu ôn nhu dặn dò. Thấm Lan, ngày mai bắt đầu chiêu mộ luyện dược sư, luyện khí sư, ma pháp sư. Muốn chiêu mộ bao nhiêu người? Nguyệt Thấm Lan nghe vậy ngồi dậy, lấy cuốn sổ ra bắt đầu viết. Anh ôn nhu nói. Có bao nhiêu lấy bao nhiêu, nhưng tính cách, lai lịch, nhân cách của người được chọn nên điều tra rõ ràng. Được, ta hiểu rồi. Cô ưu nhã gật đầu. Mục Lương nói. Đầu tiên phái người đi điều tra địa vị và đãi ngộ của luyện dược sư, luyện khí sư trên vùng đất mới như thế nào, rồi ngươi nghĩ ra đãi ngộ để hấp dẫn bọn họ. Được rồi. Nguyệt Thấm Lan lên tiếng. Đạp đạp đạp. Ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân. Chắc là nhóm Ly Nguyệt đã trở về mục lương nhướng mắt dự đoán cộc 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 mục lương chúng ta đã trở về cửa thư phòng bị gõ nhẹ tiếng của thiếu nữ tóc trắng vang lên vào đi anh trầm giọng mở miệng cọc kẹt cửa phòng bị đẩy ra ly nguyệt cùng ngôn băng đi vào thư phòng thành chủ đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành ngôn băng giơ tay lên chào theo nghi thức quân đội Ừm, tình huống thế nào vẫn thuận lợi chứ mục lương ôn hòa hỏi ngôn băng nhẹ giọng nói có một chút vấn đề nhỏ nhưng nhìn chung thì mọi chuyện thuận lợi nói một chút coi mục lương nâng cầm một ma pháp sư bị ta giải quyết rồi ngôn băng miêu tả chuyện đã xảy ra một lần từng đây không là vấn đề làm tốt lắm mục lương đồng ý với cách giải quyết của ngôn băng đối với ma pháp sư như vậy nếu để hắn ta trở về thành huyền vũ sẽ không ngừng vấn đề, không bằng trực tiếp giải quyết hết, còn có thể cảnh cáo những nô lệ khác, để bọn họ an phận một chút. Vâng. Đôi mắt màu tím của ngôn băng nhu hòa xuống. Ly Nguyệt nhẹ giọng nói. Mục lương, ta định để những nô lệ bị đe dọa mới theo làm công việc đào khoáng, đào hơn nửa năm rồi mới sắp xếp. Từng, ngươi thu xếp đi. Mục lương không thèm để ý gật đầu. Liên Nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Mục Lương hỏi. Ngải Lị Na đâu? Cô ấy hỗ trợ dàn xếp những nô lệ kia. Ngôn băng nhẹ giọng nói. Liên Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi. Mục Lương, có mấy nô lệ tương đối đặc biệt, ngươi có muốn gặp không? Đặc biệt như thế nào? Mục Lương hứng thú nhìn về phía thiếu nữ. Li Nguyệt Thanh Thúy nói. Có hải yêu, thú nhân, kỵ sĩ và tinh linh. Tinh linh, mục lương gõ tay lên mặt bàn nói vừa lúc ngủ không được để cho bọn họ đến phòng khách vâng ngôn băng lên tiếng xoay người đi an bài ly nguyệt cười tủm tỉm nói mục lương ti toa lệ tìm được một ma thú ở tiệm nô lệ chắc ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú ở đâu con ngươi màu đen của mục lương sáng lên nữ tử tóc trắng có thể nói ma thú đặc biệt vậy khẳng định là có chỗ kỳ lạ hoặc rất thích hợp để hắn thuần dưỡng. Ở bên ngoài cung điện, ta sẽ mang vào. Ly Nguyệt ôm nhu nói. Mục Lương đứng lên nói. Không cần, cùng nhau xem đi. Nguyệt Thấm Lan đi theo, ba người rời thư phòng tới ngoài cung điện. Trên quảng trường ngoài cung điện, Tố Tô ngồi sổn trước lồng sắt, vẻ mặt tò mò nhìn ma thú trong lồng sắt. Đó là một ma thú trong suốt, kích thước chỉ bằng đầu người, dáng dấp giống như bạch tuộc nhỏ chân ngắn, chân của nó rất ngắn chỉ dài bằng ngón tay người trưởng thành có tám cái chân khiến người ta cảm thấy mềm mút ma thú trong suốt chỉ có một con mắt giống như quả trứng gà lớn cũng trong suốt luôn thật kỳ quái không có nội tạng lại có thể di chuyển tố tô nhỏ giọng thì thầm đạp 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 tiếng bước chân truyền đến tố tô ngẩng đầu lên thấy đám người mục lương đã vội vàng đứng lên hành lễ tố tô ôn nhu hỏi đại nhân đại nhân thấm lan đại nhân ly nguyệt đã quen trực đêm chưa mục lương ôn hòa hỏi tố tô dùng sức gật đầu nghiêm mặt đáp lại vâng mọi việc đều rất tốt vậy là tốt rồi mục lương cười cười lực chú ý rơi vào ma thú ở trong lòng khi anh nhìn thấy dáng vẻ của ma thú mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một sinh vật hoàn toàn trong suốt đây là loại ma thú gì mục lương nghi hoặc ly nguyệt lắc lắc đầu nói ta không biết những nô lệ kia cũng không biết được rồi mục lương vương tay dò xét đưa tay về phía lồng sắt mục lương cẩn thận một chút nguyệt thấm lan vội vã nhắc nhở không có chuyện gì anh lạnh nhạt nói da tay của anh đã sớm cứng như thiết đầu khớp xương cũng như thép không thể phá vỡ ma thú trong suốt cử động Nâng chân nhỏ ngắn ngủng lên, cuốn lòng bay tay một lương trong cơ thể. A, à, một lương cẩn thận. Ly Nguyệt chấn động, sửng sốt nhắc nhở. Không có việc gì. Một lương quay đầu cười cười, Trấn An cảm xúc nữ tử tóc trắng. Vẻ mặt Ly Nguyệt nghiêm túc, một chút cũng không thả lỏng. Anh chịu đựng không ra tay phản kháng, An Tĩnh nhìn cử động của ma thú trong suốt. Đồng thời, trong đầu anh vang lên tiếng gợi ý của hệ thống đã lâu không nghe thấy. Ken Kiểm tra đo lường được sinh mệnh có thể thuần dưỡng, có thuần dưỡng hay không? Mục lương không trả lời, nghĩ trước xem ma thú trong suốt biết làm cái gì. Tố tô nhỏ giọng nói. Nhìn giống như nước mũi, không đáng yêu chút nào. Lông mi của anh rung lên, ví dụ tiểu hầu gái đưa ra thật sự rất đúng. Nguyệt thấm lan quan tâm hỏi. Mục lương, là cảm giác gì? Thật thoải mái. Mục lương nhẹ giọng nói anh nhìn ma thú trong lồng sắt, lòng bàn tay sờ sờ thân thể ma thú rất ấm áp, giống như đang sờ một khối ngọc thạch mềm. Ly Nguyệt nhịn không được lòng hiếu kỳ, đưa tay chọc chọc thân thể ma thú trong suốt, cảm giác này giống như chọc vào thạch. Anh đợi một hồi lâu, ma thú trong suốt cũng biến hóa gì, bàn tay của mình cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Anh không lãng phí thời gian nữa, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ, ra lệnh cho hệ thống. Ken Thuần dưỡng thú một mắt cấp 2 Ken Tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng Thuần hóa thú một mắt thành công Ken Có kế thừa thiên phú bắt chước của thú một mắt hay không? Bắt chước Một lương hơi nhăn mi Trong lòng khẽ nhẩm một câu kế thừa Ken Bắt chước đang thay đổi đang thích xứng truyền thừa hoàn tất Âm thanh gợi ý của hệ thống nhỏ xuống Một lương nhìn thú một mắt trong tay Nó đã buông tay anh ra Một mắt đang nhìn anh Thi triển thiên phú đi mục lương nhẹ nhàng nói thú một mắt không tiếng động đáp lại thân thể chậm rãi biến hóa giống như cao su biến đổi hình thể to dần 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 biến thành con người sau mấy hơi thú một mắt ban đầu to bằng đầu người biến thành hình dáng của mục lương chỉ xét ngoại hình thì không khác gì anh đây chính là bắt chước mục lương biểu tình ngẩn ngơ à tố tô kinh hô thành tiếng lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy không khống chế được chính mình một một lương nữa sao? Nguyệt thấm lan trừng lớn con mắt màu xanh nước biển. Một lương ôn hòa trấn an nói. Chớ khẩn trương, đây là năng lực của nó, có thể bắt chước đồ vật với sinh vật. Thú một mắt biến thành một lương cũng lên tiếng. Chớ khẩn trương, đây là năng lực của nó, có thể bắt chước đồ vật và sinh vật. Âm thanh của nó và một lương hoàn toàn tương tự, biểu cảm và tay chân cũng không khác gì, khiến người ta kinh thán không thôi. Thật thần kỳ. Tố tô há to miệng, đủ để nhét một quả trứng gà vào. Còn sức mạnh thì sao? Ly Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Thực lực thì không bắt chước được, hiện tại nó còn không mạnh bằng người bình thường. Mục lương nói xong duỗi tay ra, dễ dàng đẩy hắn do thú một mắt biến thành ra xa 5-6 mét. Nguyệt thấm lan mặt mày lộ vẻ cười, sảng khoái nói. Dùng lời của ngươi, đây chính là trông khá được mà không dùng được. Đúng vậy. Mục lương dở khóc dở cười. Có thể biến thành lồng sắt không? Tố tô nhỏ nhỏ giọng hỏi. Có thể thử xem. Mục lương nghe vậy nhìn thú một mắt giống hệt mình, truyền lại mệnh lệnh cho nó. Thú một mắt sau khi thu được mệnh lệnh nhìn về phía lồng sắt, chậm rì rì đi lên trước, đưa tay đặt lên lồng sắt. Phải tiếp xúc mới có thể bắt chước sao? Hai mắt mục lương lóe lên, trong lòng có suy đoán. Lại qua hơn 10 phút, thú một mắt mới bắt đầu biến hóa, ngoại hình giống một lương sụp đổ, từng bước biến thành một cái lồng sắt. Thật sự rất thần kỳ. Tố tô lần nữa kinh hô thành tiếng. Một lương vương tay nhéo nhéo lồng sắt do thú một mắt biến thành, cảm xúc rất giống, nhưng hiển nhiên không phải thiết, hơi chút dùng sức chút là có thể ung dung bóp biến hình, tựa như đất dẻo, cao su. Chỉ có thể bắt chước hình dáng sao. Anh thấp giọng tự nói. Hệ thống, tiến hóa thú một mắt đến cấp 7. Mục Lương ở trong lòng hạ mệnh lệnh. Ken Cấp 2 tiến hóa đến cấp 7, khấu trừ hoàn toàn 11 triệu điểm tiến hóa. Ken Tiến hóa cấp 7 thành công. Ken Có kế thừa thiên phú, phục chế phân liệt hay không? Kế thừa một Lương thuận miệng lên tiếng. Ken Phục chế phân liệt đang thay đổi đang thích ứng truyền thừa hoàn tất. Âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống, trong cơ thể của Mục Lương xuất hiện một dòng nước ấm, nhưng cảm giác chỉ là thoáng qua, còn chưa kịp tinh tế cảm thụ. Ông Lòng sắc do thú bảy mắt bắt đầu biến lớn, trở về hình dáng trong suốt ban đầu. Hình thể của nó cũng bắt đầu tăng lên, từ kích thước của đầu người đến dài 2 mét, nhưng ngoại hình của nó không thay đổi. Vẻ mặt của Tố Tô trở nên ngốc trệ, đây là thế nào? Thú bảy mắt vẫn không thể nói, chỉ là con mắt trong suốt mở to nhìn về phía mục lương thi triển thiên phú. Mục lương hạ chỉ lệnh. Thú bảy mắt nghe vậy xoay người về phía lồng sắt, vương xúc tu ngắn mà nhỏ, nhẹ nhàng đặt trên lồng sắt. Qua 5 phút, xúc tu của nó buông lồng sắt ra, ngay sau đó xúc tu từ người nó gãy xuống, dần dần biến thành một cái lồng sắt khác. Thật là lợi hại. Tố tô lại kêu lên, nhịn không được đưa tay dụi dụi con mắt, hoài nghi là mình hoa mắt. Có thể sao chép vật thể sau khi tiến hóa. Ly Nguyệt và Nguyệt Thấm Lan liếc nhau, chứng kiến vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Mục Lương đi lên trước, cầm lồng sắt do thú bảy mắt sao chép, từ kết cấu đến chất liệu, nó không khác gì một chiếc lồng sắt khác. Anh cũng cảm thấy kinh ngạc, hóa ra thú bảy mắt thực sự giống như tên gọi của nó, và có thể phục chế vật thể. Thử sao chép ta lần nữa. Mục Lương mở miệng nói. Thú bảy mắt chậm rãi lắc đầu, truyền lại tin tức. Không cách nào phục chế sinh mệnh, chỉ có thể bắt trước, một ngày cũng chỉ có thể phục chế ba lần. Thì ra là như vậy. Mục lương như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như có thể phục chế sinh mạng, vậy đại biểu thực lực cũng thu được. Thú bảy mắt cấp 7 không cách nào phục chế sinh mệnh, liệu thăng lên cấp 9 cấp 10 có thể chứ? Anh có điểm nóng lòng muốn thử, do dự xem có nên để thú bảy mắt tiến hóa đến cấp 9. Mục lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra bản thuộc tính 4 chiều.

Năng lực Nước suối sinh mệnh cấp 11 Thông vệ cấp 9 Điều khiển sương mù cấp 8 Phục chế phân liệt cấp 7 Ẩn dấu Động vật thuần dưỡng Thiên phú mèo sương mù 8 đuôi Điều khiển sương mù cấp 8 Thiên phú thú 7 mắt Sao chép cấp 7 Ẩn dấu Thiên phú nắp ấm dụ dỗ Con rối hộ vệ cấp 7 Ẩn dấu Một lương nhìn 4 tỷ điểm tiến hóa kiềm chế lại ý tưởng tiến hóa thú bảy mắt lên đến cấp 9. 4 tỷ điểm tiến hóa này là đổi từ tinh thạch ma thú do Vương quốc Hải Đinh đưa tới, cùng với thu nhập của phố buôn bán hai ngày này. Còn phải tìm biện pháp để kiếm tinh thạch ma thú thật nhanh. Hai mắt Mục lương lóe lên, quyết định ngày mai cải trang vi hành, đến thành tác luận quan sát. Nguyệt Thấm Lan kinh ngạc hỏi. Mục lương, nghĩ gì thế? Không có việc gì. Anh phục hồi tinh thần lại. Nguyệt Thấm Lan hứng thú thúc giục. Mục Lương, để nó thử xem có thể sao chép vật sống hay không. Không cần thử, nó không thể. Mục Lương lắc lắc đầu nói. Cho nên là, chỉ có thể sao chép vật chết. Nguyệt Thấm Lan tiếc nuối nói. Mục Lương gật đầu giải thích. Từng, hơn nữa một ngày chỉ có thể sao chép ba lần, mỗi lần sao chép tiêu hết một xúc tu, những thứ có kích thước quá lớn so với nó cũng không thể sao chép. Được rồi, nhưng năng lực này cũng rất tốt. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói. Từng, năng lực rất tốt. Mục Lương nhếch môi, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Anh ngước mắt lên, bình tĩnh nói. Đi thôi, đi xem những nô lệ kia. Bên trong phòng tiếp khách. Ngôn băng lạnh nhạt thờ ơ, nhìn những nô lệ đang đứng ngồi không yên. Có năm nô lệ trong phòng tiếp khách, đều là những người có thực lực với thân phận tương đối đặc biệt trong đó có kỵ sĩ cấp 5 Vũ Điền. Hắn ngồi rất ngay ngắn, để tay ở trên đùi, eo cùng bắp đùi tạo thành góc 90 độ. Ngồi bên trái kỵ sĩ là một thiếu nữ, cô ấy sở hữu mái tóc dài gợn sóng màu xanh ngọc lục bảo, lỗ tai là nhỏ dài, ngũ quan cũng rất tinh xảo, nhất là đôi mắt như lục bảo thạch, đôi mắt dường như biết nói. Nhưng điều nổi bật nhất chính là đôi cánh màu vàng trong suốt như cánh ve sau lưng cô ấy. Phân nửa thời gian ngôn băng đều nhìn cô ấy, đặc biệt tò mò về đôi cánh phía sau nàng. Ngươi là tinh linh. Ngôn băng lạnh lùng hỏi. Đúng, đúng. Tác nhạc phân yếu ớt cực đầu. Ánh mắt ngôn băng lóe lên, đây là tinh linh thứ hai mà cô từng thấy, người đầu tiên là Linh Nhi, mặc dù không biết tinh linh trước mắt với Linh Nhi do trà thụ sinh mệnh thụ tạo ra có gì khác biệt. Ngồi phía bên kia tinh linh là thiếu nữ hải yêu duy lợi á, cô mới 17 tuổi, hơn thiếu nữ tinh linh 2 tuổi. Bên phải Vũ Điền là người thú giống cái, cô ấy sở hữu đầu mèo bông xù, thân thể của cô ấy lại giống nhân loại, còn có đuôi mèo đen dài và mỏng. Tên nô lệ cuối cùng có vẻ bề ngoài rất bình thường, là ma pháp sư cấp 2, đồng thời chính là ma pháp sư hệ không gian, chỉ là thực lực quá yếu nên mới bị bắt lại làm nô lệ, còn không thể thi triển ma pháp để chạy thoát. Trong số 5 người, Vũ Điền là bình tĩnh nhất, bốn người khác đều có chút sợ hãi, trong lòng vô cùng khẩn trương. Tác nhạc phân ngẩn đầu, len lén quan sát phòng tiếp khách. Đạp đạp đạp. Bên ngoài phòng tiếp khách ngoài truyền tới mấy tiếng bước chân, khiến năm vị nô lệ đều khẩn trương lên. Mục lương với Nguyệt Thấm Lan, Ly Nguyệt đi vào phòng tiếp khách, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Anh vừa xuất hiện, tâm các nô lệ đều nhấc lên. Đây chính là những nô lệ đặc biệt mà ngươi nói. Mục lương đánh giá năm người, nghiêng đầu nhìn về phía ngôn băng. Đúng vậy, Ngôn băng nghiêm túc gật đầu. Một lương đánh giá nô lệ, ánh mắt anh đảo qua, rất nhanh để mắt tới tác nhạc phân, cô ấy với cánh màu vàng trong suốt thực sự quá gây sự chú ý. Tinh linh Anh liên tưởng đến những ngôn băng nói, rất nhanh đoán ra thân phận của cô ấy. Đại nhân, đúng vậy. Tác nhạc phân ruột rè gật đầu. Nguyệt Thấm Lan kinh ngạc nói. Hóa ra tinh linh trưởng thành trông như thế này, có điểm giống với Linh Nhi, nhưng số lượng với hình dạng cánh thì không giống mục lương cảm thấy hứng thú hỏi thú vị ngoại trừ việc có cánh thì có điểm gì khác người thường không ta biết bắn tên thiên phú rất cao tác nhạc phân nhỏ giọng nói lúc nhắc tới bắn tên trên mặt lại tràn đầy tự tin mục lương kinh ngạc hỏi tinh linh các ngươi đều rất giỏi bắn tên sao vâng tác nhạc phân gật đầu tốt lắm ngươi so tài với ly nguyệt xem ai lợi hại hơn một lương nói rồi nhìn cô gái tóc trắng cung pháp của nữ tử tóc bạch kim cũng rất mạnh mặc dù không làm được bách phát bách trúng nhưng bắn một trăm mũi tên trúng chín mươi tiễn thì không khó được ly nguyệt gật đầu đáp ứng tác nhạc phân sửng sốt một chút lại không từ chối đi ra ngoài chứ ly nguyệt hỏi một lương giơ tay lên ấn tay ly nguyệt ôn hòa nói không vội, chờ tí nữa lại so tài. Được. Ly Nguyệt hơi nhếch khóe môi lên. Mục Lương nhìn về phía hải yêu duy lợi á, lạnh nhạt nói. Chào ngươi. Chào đại nhân. Mắt của duy lợi á sang lên, đứng lên thi lễ với Mục Lương một cái, đây là cô ấy mới học từ ngôn băng. Mục Lương nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay viện, thích thú hỏi. Nghe Ly Nguyệt nói, ngươi có thể nhờ vào sóng âm mà phát hiện được người đang ẩn thân đúng vậy đây là năng lực của hải yêu chúng ta duy lợi á nghiêm túc gật đầu một ý nghĩ lóe lên trong đầu mục lương đây có phải là phát hiện sóng siêu âm không ánh mắt của anh khẽ động bình tĩnh hỏi ngươi muốn ở lại thành huyền vũ không duy lợi á chớp chớp đôi mắt xinh đẹp không chắc chắn hỏi ý của lời này chẳng lẽ đại nhân đồng ý thả ta đi ngươi tùy thời đều có thể rời đi nhưng nếu bị bắt lại đừng nhắc tới thành huyền vũ Mục lương giơ tay lên chỉ quơ quơ nguyệt thấm lan khoanh chân ưu nhã nói ngươi mà rời đi nếu như bị người ta bắt lấy không chắc có vận may được cứu lần nữa đâu duy lợi á cắn môi dưới hiểu rõ ý của nguyệt thấm lan mục lương nói ngươi có thể ở lại tìm việc làm ở thành huyền vũ hoặc gia nhập đội ám sát chiến thuật u linh năng lực của duy lợi á rất đặc biệt có thể phát hiện được người ẩn thân có thể bù đắp chỗ thiếu hụt của đội ám sát chiến thuật U Linh. Duy lợi Á Hiếu Kỳ hỏi. Đội ám sát chiến thuật U Linh là gì? Mục Lương đang nghe truyện trên TV Audio CV nhìn về phía ngôn băng và ly nguyệt, ông Tồn nói. Các cô ấy chính là người của đội ám sát đặc chủng U Linh. Duy lợi Á trừng lớn con mắt, trong lòng có chút động lòng. Sau khi gia nhập vào đội ám sát đặc chủng U Linh, trang bị ma cụ cấp cao là tiêu chuẩn, còn được thành huyền vũ bảo vệ một lương dụ dỗ nói nếu như sau này gặp phải những hải yêu khác bị bắt ngươi có thể lợi dụng sức mạnh thành huyền vũ để cứu bọn họ năm nô lệ đều chấn động tinh thần gia nhập vào đội ám sát đặc chủng u linh sẽ được trang bị ma cụ cấp cao điều kiện này thật hấp dẫn mê người ma cụ cao cấp đó là đồ đạc thiên kim khó cầu nhưng đối với duy lợi á điều kiện thứ hai còn hấp dẫn hơn lợi dụng lực lượng thành huyền vũ giải cứu những tộc nhân cũng đang bị giam cầm làm sao có thể không động tâm? Sau khi gia nhập ta cần phải làm gì? Cô ấy cẩn thận hỏi. Tham gia huấn luyện, trở thành thành viên hợp cách của đội ám sát đặc chủng U Linh, sau đó chấp hành các nhiệm vụ. Mục Lương lạnh nhạt nói. Ánh mắt Duy Lợi á lóe lên, chỉ do dự một chút, sau đó nghiêm túc đáp ứng. Ta sẽ gia nhập. Mục Lương ôn hòa nói. Được, về sau theo ngôn băng đi, trước tiên làm đội phó của cô ấy. Vâng. Duy lợi á gật đầu. Mục lương phân vân một lúc, nên chế tạo một bộ áo giáp khác, loại áo giáp này phù hợp với hải yêu để sử dụng dưới nước. Đại nhân, ta cũng muốn gia nhập vào đội ám sát chiến thuật U Linh. Vũ Điền sốt ruột nói. Hắn hoàn toàn bị ma cụ cao cấp hấp dẫn, hai mắt hừng hực trực lửa. Độc trong cơ thể hắn đã giải chưa? Mục lương nghiêng đầu hỏi. Ly Nguyệt giải thích. Đã uống qua trà tinh thần, trong cơ thể còn dư độc, nhưng đã không nguy hại đến tính mạng, uống mấy lần trà tinh thần thêm mấy lần nữa thì có thể triệt để giải độc. Ừm, vậy đi quân doanh hoặc làm tuần cảnh. Mục Lương bình tĩnh nói. Có được cung cấp ma cụ cao cấp không? Vũ Điền trừng lớn hai mắt, mong đợi nhìn anh. Mục Lương hờ hững nói. Không có, nhưng ma cụ sơ cấp sẽ có, nếu như làm tốt mới có ma cụ trung cấp, còn như ma cụ cao cấp, xem quân công của ngươi quân phòng thành đều dùng dùng quân nỏ, cái khiên, kém nhất là linh khí sơ cấp. Được rồi, ta đi. Vũ Điền buồn bực thở dài, cũng biết mình suy nghĩ nhiều quá. Trong lòng hắn đương nhiên có chút mất cân bằng, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có gì cả. Có ý kiến. Nguyệt thấm lan liếc hắn. Nếu không thì đưa đi đào khoáng. Ly Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu. Vũ Điền biến sắc, vội vã nghiêm mặt nói. Ta hoàn toàn không có ý kiến, ta rất hài lòng. Ta dám có ý kiến gì sao? Hoặc nếu có ý kiến nói, có phải sẽ giải quyết người đưa ra ý kiến luôn không? Mục Lương nhìn người thú đầu mèo, hứng thú hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Đại nhân, ta tên Tiểu Miêu." Miêu nữ rụt rè nói. "Tiểu Miêu, tên này ngược lại là dễ nhớ." Mục Lương khẽ nhướng mày, không bình luận quá nhiều về tên của người khác cảm ơn đại nhân khen ngợi. Tiểu miêu cúi đầu, đuôi sau lưng nhẹ nhàng lay động. Mục lương lại hỏi. Ngươi là người thú, từ lúc sinh ra đã mang dáng vẻ như vậy. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Tiểu miêu cung kính gật đầu. Cô rất sùng bái mục lương, lúc người đàn ông trẻ tuổi trước mắt nhìn cô, trong mắt không có sự chán ghét. Hơn nửa ngày ấy còn giải cứu rất nhiều người nửa thú, điều này làm cho cô càng thêm sùng bái. Có dự định tương lai nào không? Mục Lương bình tĩnh hỏi. Ta muốn ở lại bên đại nhân. Tiểu Miêu ngẩng đầu nghiêm túc nói. Chuyện này thì không được. Nguyệt Thấm Lan ngước mắt ưu nhã nói. Người thú đầu mèo nghe vậy nhìn về phía Nguyệt Thấm Lan, ánh mắt dò hỏi. Nguyệt Thấm Lan mặt không đổi sắc nói. Người bên cạnh Mục Lương đã đủ nhiều, nếu như ngươi muốn ở lại, thực lực mà mạnh, có thể làm hộ vệ trung ương. Ừm, còn có tác dụng xóa bỏ kỳ thị. Mục lương chậm rãi gật đầu Ta nghe theo đại nhân an bài Ánh mắt tiểu miêu lộ vẻ mất mát Vẫn là gật đầu đáp lại Mục lương bình tĩnh nói Các ngươi có thể sống ở thành huyền vũ Chờ thêm hai ngày nữa ban bố pháp luật chống phân biệt đối xử Sẽ không có người dám coi thường các ngươi Cũng không ai dám khi dễ các ngươi Thật sao? Tiểu miêu mở to hai mắt Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói Ở thành huyền vũ Đã có người thú một số thuộc quân phòng thành, một số thì ở đội phòng cháy chữa cháy, còn có cả người làm hộ vệ, không ai coi thường bọn họ. Dường như rất lợi hại. Hai mắt tiểu miêu tỏa sáng lấp lánh. Một lương nhìn thiếu niên trầm mặt ít nói cuối cùng, hắn rất gầy yếu, giống như chỉ một gió thổi qua sẽ ngã xuống đất. Hắn thân cao 1m7, vóc người gầy gò như mắc một chứng bệnh gì đó, dưới mái tóc màu xám là đôi mắt mờ mịt. Người tên là gì? mục lương hỏi bằng giọng nói ấm áp đại nhân ta tên là trần không thiếu niên nhỏ giọng nói ngẩng đầu lên nguyệt thấm lan lạnh lùng nói trần không rụt rè ngẩng đầu ánh mắt hắn hơi sợ hãi dường như rất sợ đám người mục lương ngôn băng nhẹ giọng nói thành chủ đại nhân hắn là ma pháp sư hệ không gian ma pháp sư hệ không gian con ngươi màu đen của mục lương sáng lên ra lệnh nói Ngươi thi triển ma pháp không gian cho ta xem. Vâng. Trần không gật đầu. Chỉ thấy hắn vươn tay, trong miệng niệm chú ngữ khó hiểu, không gian trước mặt vạn vẹo, nhưng chỉ trong phạm vi nửa mét, hơn nửa rất nhanh khôi phục như bình thường. Hô hô hô. Trên mặt trần không có mồ hôi, miệng mở lớn thở hỗn hển, sắc mặt hắn trở nên hơi trắng. Chỉ như vậy. Nguyệt thấm lan sửng sốt một chút. Thực lực của ta rất yếu. Trần không dẹt miệng, ngượng ngùng cúi đầu. Mục lương ôn hòa nói. Có thể bồi dưỡng thêm. Dù sao ma pháp sư hệ không gian rất hiếm. Nguyệt Thấm Lan chậm rãi gật đầu, mở miệng hỏi. Ngươi có người nhà không? Ta không. Trần không lắc đầu. Vậy quê ngươi ở đâu? Nguyệt Thấm Lan lại hỏi. Trần không nhỏ giọng nói. Ở kháng bộ. Vương quốc kháng bộ là nơi nào? Mục Lương dò hỏi. Vũ Điền xen vào nói. Đại nhân, vương quốc kháng bộ cách vương quốc Hải Đinh rất xa, cách mười mấy nước, nếu như đi bộ thì mất ba năm, bay qua cũng cần mấy tháng. Mục Lương liếu lưỡi. Xa như vậy ư? Ngươi có muốn ở lại thành huyền vũ không? Nguyệt Thấm Lan nhìn về phía thiếu niên. Ta nguyện ý. Trần không liền vội vàng gật đầu. Hắn tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được thành huyền vũ là một bắp đùi lớn phải ôm chặt mới được mục lương nói từng chuẩn bị chỗ ở cho hắn đã sau đó tìm thêm một sư phụ cho hắn nhưng thành huyền vũ không có ma pháp sư hệ không gian không thể dạy trần không nên nghĩ cách mục lương tính toán trong lòng nếu như có thể mua được sách ma pháp về ma pháp sư hệ không gian hoặc tuyển được một ma pháp sư cao giai hệ không gian thì tốt rồi nguyệt thấm lan ưu nhã gật đầu được được rồi đến quảng trường đi mục lương đứng lên bước ra ngoài liên nguyệt liếc mắt nhìn tác nhạc phân ra hiệu cô ấy đuổi theo thiếu nữ tinh linh hiểu ý bay theo nữ tử tóc trắng ra ngoài cung điện đại nhân ta không có cung và tên tác nhạc phân nhỏ giọng nói ta có dùng của ta liên nguyệt lạnh nhạt nói cô xoay người trở về cung điện một lát sau trong tay cầm hai cây cung đi ra, đều là cung mà một lương chế tác cho cô. Tác nhạc phân nhìn chầm chầm trường cung trong tay nữ tử tóc trắng, mắt hoàn toàn không dời ra được. Đây. Ly Nguyệt đưa cây cung trong tay về phía trước. Tác nhạc phân hai tay tiếp nhận trường cung, trong miệng kinh thán không thôi. Cung thật tốt. Đương nhiên, đây là cung mà thành chủ đại nhân tự tay chế tạo. Ly Nguyệt ngạo nghễ hất cầm lên. Đây cũng là ma cụ cao cấp. Hai mắt Vũ Điền hừng hực. Tác Nhạc phân kinh ngạc hỏi: "Đại nhân là luyện khí sư?" "Coi là vậy đi." Mục Lương thuận miệng lên tiếng. "Bây giờ, anh còn có chút không hiểu, sự giống nhau cùng khác biệt giữa luyện khí sư và linh khí sư." "Đại nhân thật lợi hại, đây là lần đầu tiên ta gặp được người tuổi trẻ như thế mà có thể chế tạo ra ma cụ cao cấp, có thể nói là luyện khí cao cấp trẻ tuổi nhất vương quốc." Tiểu Miêu khen ngợi liên tục mục lương đưa tay sờ mũi người thú đầu mèo này quả thực rất biết nịnh hót ánh mắt vũ điền nhìn mục lương lại thay đổi người của các thế lực lớn biết hắn có thể luyện chế ma cụ cao cấp cổng thành huyền vũ sợ là cũng bị người ta đạp nát trong lòng hắn cũng hiểu thảo nào thành huyền vũ có nhiều ma cụ cao cấp như vậy hoàn toàn là bởi vì có mục lương mục lương bình tĩnh nói bắt đầu tỉ thí mỗi người mười mũi tên nếu như ngươi có thể thắng ly nguyệt ngươi có thể khôi phục sự tự do rời đi lúc nào cũng được. Nếu thua thì sao? Tác nhạc phân hỏi. Mục lương công khóe môi, miễn cười nói. Thua, thì ở lại làm việc cho ta tác 10 năm, sau 10 năm thì khôi phục tự do. Được. Tác nhạc phân dùng sức gật đầu. Như vậy bắt đầu đi. Mục lương giơ tay vung lên. Tiểu hầu gái hiểu ý, đặt bia ngắm cách đó hơn trăm mét. Ly Nguyệt giơ trường cung lên, cài tên dương cung, đôi mắt nheo nheo nhắm vào bia ngắm, sau đó một dây liền buông tay đang nắm dây cung. Mũi tên bắn ra, chính xác bắn trúng hồng tâm, đuôi mũi tên vẫn còn rung rung. Con người màu xanh bảo thạch của tác nhạc phân sáng lên, lòng háo thắng sông lên, cũng dương cung cài tên, một dấu vết xanh lá bao quanh mũi tên, tương tự, mũi tên này tinh chuẩn bắn trúng hồng tâm, màu xanh biết trên mũi tên biến mất. Sắc mặt ly nguyệt không thay đổi, liên tiếp dương cung cài tên, một mũi tên cực nhanh bắn về bia ngắm. Rất nhanh, cô đã bắn hết 10 mũi tên, đạt được 100 điểm. Ly Nguyệt thu cung, nghiêng đầu nhìn bia ngắm của tác nhạc phân. Lúc này, thiếu nữ tinh linh cũng đã bắn hết 10 mũi tên, 10 mũi tên giống như nở hoa, toàn bộ trúng hồng tâm. Lợi hại. Ly Nguyệt cảm thấy bội phục từ trong thâm tâm. Tác nhạc phân mặt cười ửng đỏ, khiêm tốn nói. Chị cũng rất lợi hại. Nguyệt thấm la nhìn về phía một lương. Cái này phải tính như thế nào đây? Coi như là hòa nhau. Trong mắt một lương lộ vẻ kinh ngạc. Anh không ngờ cô gái tinh linh lại mạnh như vậy, không hề thua kém so với liên Việt. Vậy còn vụ cá cược của chúng ta thì sao? Tác nhạc phân chớp chớp đôi mắt đẹp như ngọc lục bảo. Mục lương nói dứt khoát. Xem như ngươi thắng cược, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào ngươi muốn. Nhưng ta không muốn rời đi, ta muốn ở lại thành huyền vũ tác nhạc phân hồn nhiên nói vì sao Nguyệt thấm lan ngạc nhiên hỏi ở đây an toàn nha ta không cần phải sống ẩn nấp nữa còn có thể tự do bay lượn khắp nơi tác nhạc phân vừa nói vỗ cánh bay lên cơ thể rời đi mặt đất cô giống như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn tự do trên không trung được thôi nhưng ngươi phải tự nuôi sống bản thân mục lương bình tĩnh nói ta có thể làm cái gì Tác nhạc phân trở lại mặt đất, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn anh. Mục lương nhẹ giọng nói. Tìm một công việc, hoặc gia nhập quân đội, làm không quân. Không quân là cái gì? Tác nhạc phân lại tò mò hỏi. Mục lương suy nghĩ một chút rồi giải thích. Ngươi có thể lý giải nó thành kỵ sĩ biết bay. Nghe có vẻ rất lợi hại. Hai mắt của tác nhạc phân lập tức sáng lên. Vũ Điền há to miệng, kỵ sĩ biết bay chẳng lẽ là kỵ sĩ rồng mục lương bình thản nói nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì ngày mai ta sẽ nhờ phi nhan đưa ngươi đến tham quan căn cứ không quân được cảm ơn tác nhạc phân gật đầu lia lịa được rồi thời gian không còn sớm mọi người đi nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì ngày mai lại nói mục lương vung tay áo lên và xoay người trở về cung điện anh còn có việc phải làm tối nay chú định không thể ngủ đi theo ta ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi ngôn băng nói với một giọng mắt lạnh vâng bọn người vũ điền vội vàng đuổi theo mục lương trở lại thư phòng nguyệt thấm lan đi theo sau ngươi vẫn chưa chuẩn bị nghỉ ngơi sao nguyệt thấm lan đi vòng tới sau lưng anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh ta không buồn ngủ ngươi ngủ trước đi mục lương ôn hòa nói anh lật tài liệu trước mặt nội dung chính là luật chống phân biệt đối xử mới viết được một nửa. ngươi vẫn chưa viết xong sao? Nguyệt Thấm Lan nhìn lướt qua, một lương vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô, nhẹ giọng nói: từ ta cần phải sửa đổi một số luật lệ. gần đây Thành Huyền Vũ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhờ đó mà anh mới hiểu được pháp luật pháp quy Thành Huyền Vũ còn rất nhiều chỗ không hoàn thiện, cần phải tiếp tục sửa đổi. Ta đi pha cho ngươi một ly trà. Nguyệt Thấm Lan thả tay xuống rồi ưu nhã rời đi thư phòng. Mục Lương cầm bút lên tiếp tục hoàn thiện luật chống phân biệt đối xử. Khi Nguyệt Thấm Lan trở về thì hắn đã viết được nửa trang giấy, bút trên tay vẫn chưa dừng lại. Cô đặt ấm trà nóng xuống bàn, ngắm anh một hồi rồi rời đi. Ngày mai cô sẽ có khoảng thời gian bận rộn ở cục quản lý, cho nên cô phải chuẩn bị cho thật tốt. Hôm nay Bối Phi Nhân đưa người từ khu ổ chuột tới tham quan thành Huyền Vũ. Ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều người của khu ổ chuột muốn tới đây, chắc chắn nàng sẽ có hàng tá chuyện phải lo liệu. Cây bút trong tay Mục Lương vẫn múa may không ngừng nghỉ, sau khi viết ròng rã 17, 18 trang thì hắn mới dừng lại. Có kiếp trước làm tài liệu tham khảo, cộng thêm kiến thức ở đời này, bản thảo gốc xem như đã hoàn thành, sau này nó sẽ được sửa chữa và bổ sung hàng năm. Bây giờ, luật chống phân biệt đối xử được coi là một loại bảo hộ nhưng có thể nó sẽ trở thành một hình thức phân biệt đối xử trong tương lai. Xã hội ngày càng tiến bộ, một số luật pháp cũ cũng cần được cải tiến. Hiện giờ đã là 3 giờ khuya. Mục lương đọc điều luật vừa viết từ đầu đến cuối một lần nữa, sau khi cảm thấy không có gì muốn bổ sung thì mới thả xuống. Anh quyết định ngày mai để cho Ly Nguyệt và những người khác xem, nếu không có vấn đề gì thì sẽ ban bố luật chống phân biệt đối xử. Phải thông báo xưởng in ấn chuẩn bị trước một chút một lương thất vọng lẩm bẩm anh đứng lên duỗi lưng một cái ánh mắt bất chợt lóe lên đột nhiên muốn đến hoàng cung thành tác luận xem ra phải ôn lại nghề cũ rồi khóe môi của một lương dương lên lúc này nếu vào hoàng cung đọc sách thì chắc không có người phát hiện anh cầm bút lên viết một tin nhắn để lại rồi rời khỏi cung điện phóng lên không trung và bay ra bên ngoài thành dưới bầu trời đêm thân ảnh của một lương biến mất từ xa anh đã nhìn thấy phía hoàng cung có rất nhiều ánh sáng đó là nơi sáng nhất trong thành tác luận mục lương không giảm tốc độ tiếp tục lao tới thành tác luận anh duy trì trạng thái ẩn thân sau khi hạ cánh thì lập tức đi về phía chủ điện dọc theo đường đi không hề bị ngăn cản trước cung điện các kỵ sĩ thủ vệ không phát hiện có người xông vào mục lương dừng bước tàn thư lâu của hoàng cung nằm ở chỗ nào anh do dự một chút dự định bắt đầu tìm từ thiên điện bên trái cộp cộc cộp lúc này một đội tuần tra kỵ sĩ đi ngang qua một lương nhưng lại không phát hiện hắn một lương liếc bọn hắn một cái sau đó tiếp tục đi về phía trước không bao lâu đã đến gian thiên điện thứ nhất bên trong truyền ra tiếng ngáy rõ ràng không phải là tàn thư tàn thư lâu sẽ nằm ở đâu một lương tiếp tục đi tới trước sau khi đi ngang qua bốn năm cái thiên điện không có nơi nào là tàn thư anh do dự một chút tiếp đó bay lên không trung hướng về phía hậu điện vào lúc này ở sâu trong hậu điện, trong điện tàng thư, Nguyệt Thấm Di đang trong đèn đọc sách. Điện tàng thư rất lớn, rộng khoảng 900 mét vuông, tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng có hơn 10 dãy sách, mỗi dãy đều được chất đầy sách. Lúc này, Nguyệt Thấm Di đang ở lầu 2, cô cầm một cuốn du ký cũ nát nhìn đến mê mẩn. Cô đi vào điện tàng thư, đến bây giờ đã xem xong 3 dãy sách nhưng vẫn chưa tìm được tin tức mình cần, lại không ngờ biết được rất nhiều bí mật về mảnh đại lục mới này không phải rồi. Nguyệt thấm di khép cuốn du ký lại và nhét nó lại trên kệ sách với vẻ mặt thất vọng. Mặc dù nội dung cuốn du ký rất thú vị, nhưng đó lại không phải là tin tức cô mong muốn. Nguyệt thấm di lấy ra quyển sách tiếp theo, trang bìa của nó rất cũ kỹ, trang giấy bên trong đã bị hư hỏng nặng, chữ viết phía trên cũng không còn rõ ràng. Trong lòng cô khẽ nhúc nhích, sách càng cũ thì càng có khả năng ghi lại bí mật lớn. Cô cẩn thận lật từng trang một, có điều chữ viết trên đó đã rất mơ hồ căn bản không nhìn thấy thông tin hữu ích nào cả ai làm ta mừng hụt một hồi nguyệt thấm di thất lạc đặt sách xuống cô nhìn từng dãy sách trên đó có vô số sách muốn đọc xong sợ là phải mất hơn một tháng nếu có ma pháp giúp ta đọc nhanh một cuốn sách thì tốt biết mấy cô thở dài ngay sau đó lại lên tinh thần tiếp tục lật xem tàn thư loạt soạt điện tàn thư rất yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách. Có kép. Đột nhiên, cửa điện lầu một bị đẩy ra, tiếng gỗ ma sát vang lên ban đêm trong tàn thư phá lệ rõ ràng. Nguyệt thấm di chợt khựng tay lại, có người tới, là ai? Cô quay đầu nhìn về phía cầu thang và an tĩnh chờ đợi. Nhưng qua năm, sáu phút rồi mà vẫn không có ai xuất hiện. Chẳng lẽ là ta bị ảo giác sao? Nguyệt thấm di cau mày, nàng nhẹ nhàng đứng dậy và đi về phía cầu thang ai đang ở đó nàng nhìn về phía lầu một nghiêng tai lắng nghe không có ai đáp lại cô do dự một chút quanh người được nguyên tố nước vần quanh sau đó cất bước đi xuống lầu một cộp 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 tiếng bước chân của nàng rất rõ ràng vang vọng bên trong điện tàn thư nguyệt thấm di đi tới lầu một ánh lửa phản chiếu giá sách để lại một cái bóng dài trên mặt đất lúc này tim cô đập rất nhanh hô hấp cũng chậm lại nàng cẩn thận cảm nhận sự dao động của nguyên tố nước xung quanh và lưu ý đến bốn phía trong bóng tối một lương bình tĩnh nhìn nguyệt thấm di anh do dự không biết có nên hiện thân chào hỏi cô ấy hay không nguyệt thấm di đi tới chỗ cửa điện phát hiện cửa bị mở ra điều này khiến cô càng tin tưởng rằng có người đã đột nhập vào điện tàn thư ánh mắt của nàng lạnh lùng giọng nói lạnh như băng mau xuất hiện đi nếu không ta hô to một tiếng thì nơi đây sẽ bị các kỵ sĩ bao vây nguyệt thấm di căng thẳng cơ thể bất động đôi mắt đẹp màu xanh nước biển đảo qua trái phải tìm kiếm nơi khả nghi các hạ thật sự không có ý định đi ra sao giọng nói của cô lạnh như băng nguyên tố nước xung quanh nồng nặc hơn uhm. ngọn lửa chiếu sáng yếu hơn rất nhiều tạo ra âm thanh xèo xèo như thể hơi nước bị bốc hơi đừng kích động ở đây đều là sách đừng để bị ướt một giọng nói bình tĩnh vang lên sau đó một lương hiện thân nguyệt thấm di nghe được giọng nói này thì không khỏi sửng sốt một chút sau khi nhìn thấy một lương thì tròng mắt của cô hơi co lại nguyên tố nước quanh thân vô ý thức tan ra cô lấy lại tinh thần kinh ngạc nói một lương tại sao ngươi lại ở đây ta đến tìm vài cuốn sách để đọc một lương mỉm cười đáp quốc vương có ngươi lén lút tới đây sao nguyệt thấm di vừa định hỏi quốc vương đã chấp thuận chưa nhưng khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thì nàng liền biết Mục Lương đang làm gì. Thông minh. Mục Lương vỗ tay khích lệ. Anh quay đầu, cười khẽ hỏi. Ngươi sẽ đi tố giác ta sao? Nguyệt Thấm Di vô ý thức lắc đầu, thấp giọng nói. Không, ngươi là em rể của ta, làm sao ta lại đi tố giác ngươi chứ? Em rể. Mục Lương nhướng mày. Khụ khụ, từ này là do Thấm Lan dạy cho ta. Ánh mắt của Nguyệt Thấm Di hơi trốn tránh, cô có chút xấu hổ mà giải thích. Mục Lương mỉm cười gật đầu, hỏi ngược lại. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta tới tra tư liệu. Nguyệt Thấm Di giải thích. Cũng là tới đọc trộm. Mục Lương tò mò hỏi. Dĩ nhiên là không phải, quốc vương đã đồng ý rồi. Nguyệt Thấm Di cố nén không trợn trắng mắt. Vậy thì thật đúng lúc, có ngươi ở đây thì ta có thể quan minh chính đại trong đèn đọc sách rồi. Mục lương xoay người, tiện tay lấy một cuốn sách từ trên kệ rồi bắt đầu lật xem. Loạt soạt. Anh lật sách rất nhanh, mỗi một hơi thở lại lật một trang. Nguyệt thấm di chớp chớp đôi mắt màu xanh nước biển, kinh ngạc nói. Ngươi lật nhanh như vậy, đã đọc xong hết rồi sao? Ừ, ta đã nhớ hết tất cả. Mục lương thuận miệng đáp lại. Nhớ hết tất cả. Hai mắt của Nguyệt thấm di trừng lớn. Có vấn đề gì sao? khóe môi của Mục lương dương lên không có ngươi rất lợi hại nguyệt thấm di co giật khóe miệng chỉ là trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự hâm mộ trong lòng cô khen ngợi không thôi nếu bản thân có năng lực như vậy thì cô có thể xem xong một phần ba số sách trong điện tàn thư sách không có dinh dưỡng Mục lương không cảm xúc khép cuốn sách trong tay lại rồi nhét trở về kẻ sách tiếp đó cầm một cuốn sách khác tiếp tục lật xem nguyệt thấm di yên lặng quan sát chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi thì Mục Lương đã đọc xong 5 cuốn sách. Động tác lật sách của Mục Lương càng lúc càng nhanh, hết trang này đến trang khác, chỉ khi nào nhìn thấy chỗ thú vị thì mới dừng lại, nhưng cũng chỉ ngừng lại vài giây mà thôi. Ngươi có nhìn thấy thứ gì thú vị sao? Nguyệt Thấm Di Thanh Thúy hỏi. Không có, đa phần đều là sách không có dinh dưỡng. Mục Lương nhếch miệng đáp. Nguyệt Thấm Di chớp chớp đôi mắt, khó hiểu hỏi. Sách không có dinh dưỡng là cái gì? chính là những quyển sách không có tác dụng. Mục Lương thuận miệng đáp một câu. ừ, hóa ra là thế. Nguyệt Thấm Di nhỏ giọng thầm thì. Cô xoay người tiếp tục đọc sách, có điều suy nghĩ đã bay xa, liên tục nhìn về phía Mục Lương. Trên mặt ta có hoa sao? Anh cười nhìn về phía Nguyệt Thấm Di. Nguyệt Thấm Di do dự một chút, sau đó mặt dày nói. Mục Lương, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Nói ta nghe xem. Mục Lương bày ra dáng vẽ chăm chú lắng nghe. Nguyệt Thấm Di nói với vẻ mặt tràn đầy thành thẩn. Ngươi đọc sách nhanh hơn ta, sau khi xem xong một cuốn thì ngươi có thể nói cho ta nội dung bên trong không? Như thế sẽ mất đi thú vui khi đọc sách. Mục Lương cười đáp. Không có việc gì, ta chỉ muốn biết trong sách nói cái gì thôi. Nguyệt Thấm Di nghiêm túc nói. Cô muốn thông qua Mục Lương để sàng lọc và chọn lựa sách hữu dụng. Nếu như trong sách có tin tức cô muốn biết thì cô sẽ đọc lại từ đầu. Được thôi. Mục lương nhún vai. Cảm ơn ngươi. Trên mặt Nguyệt Thấm Di lộ vẻ vui mừng. Không có gì, dù sao ngươi cũng là chị vợ của ta. Khóe môi của Mục lương cong lên, vươn tay cầm lấy cuốn sách tiếp theo. Gì cơ? Nguyệt Thấm Di há to miệng. Không có gì. Mục lương đáp một câu qua loa lấy lệ rồi mở cuốn sách trong tay ra đọc. Chẳng mấy chốc thì anh đã đọc xong, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thấm Di có vẻ mặt tràn đầy khao khát. Bên trong viết cái gì thế? Nguyệt Thấm Di truy hỏi. Ánh mắt của Mục Lương có chút cổ quái, bình tĩnh nói. Viết về một vị quốc vương cả ngày lẫn đêm đi nơi bướng hoa, ngươi muốn biết nội dung trạng kẻ sao? Thôi thôi, ta không muốn biết. Khóe miệng của Nguyệt Thấm Di co giật, lập tức không còn hứng thú mà lắc đầu. Ừ. Mục lương thả cuốn sách trong tay xuống, cầm cuốn tiếp theo lên tiếp tục đọc. Trong mắt của Nguyệt Thấm Di đảo một vòng, cô lặng lẽ cầm lấy cuốn sách mà mục lương đặt xuống rồi lật xem vài tờ, tiếp đó lại yên lặng trả lại vị trí cũ. Cô bó tay rồi, nội dung trong sách giống hệt những gì mà mục lương nói. Anh nín cười, lật hết quyển sách tiếp theo, quay đầu lại đối diện ánh mắt mong chờ của Nguyệt Thấm Di. Cuốn này là một câu chuyện dân gian, một người tên là A Ngưu có tình cảm với quả phụ hàng xóm cách vách, kể về quá trình hai người che giấu tai mắt người khác như thế nào. Anh nói một cách nghiêm túc. Ngừng ngừng ngừng, cuốn tiếp theo đi. Nguyệt Thấm Di vội vàng xua tay nói. Cô vạch đen đầy đầu, vì sao trong điện tàng thư vương cung sẽ cất giữ loại sách này? Mục Lương cười đặt sách xuống, cầm lấy một cuốn sách khác tiếp tục đọc. Trong lòng Nguyệt Thấm Di có chút nghi ngờ, cô cầm sách lên lật vài trang, vừa nhìn thấy cảnh miêu tả yêu đương lén lút thì cô lập tức đỏ mặt đặt sách xuống, mắng thầm mấy câu. Hay không? Mục lương quay đầu cười hỏi. Hừ. Nguyệt thấm di trợn trắng mắt. Ha ha ha. Anh không nhịn được bật cười. Cuốn sách này lại viết cái gì? Nguyệt thấm di nghiến răng hỏi, khuôn mặt của cô đỏ bừng trừng một lương một cái. Anh thuận miệng giải thích. Viết về một chút lịch sử của vương quốc Hải Đinh, có liên quan đến sự thay đổi quyền lực nhưng cũng là sách không có dinh dưỡng. Cái này ta đã đọc rồi, cuốn tiếp theo đi. Nguyệt thấm di xua tay như thể lao lực quá độ. Được. Một lương miễn cười gật đầu và mở ra cuốn sách tiếp theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong điện tàng thư thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, đa phần đều là của một lương. Bầu trời hơi hưởng sáng, thành tác luận yên tĩnh dần dần trở nên náo nhiệt. Trời đã sáng rồi nguyệt thấm di đẩy cửa điện tàn thư ra và nhìn thấy bầu trời bắt đầu chuyển sang màu trắng ừ trở về thôi mục lương duỗi lưng một cái cả đêm qua anh đọc hơn một trăm cuốn sách như vậy đã rất thỏa mãn rồi nguyệt thấm di chần chờ hỏi tối mai ngươi có đến nữa không nếu không bận rộn thì sẽ tới mục lương bình tĩnh đáp được ta chờ ngươi nguyệt thấm di chậm rãi gật đầu mục lương cười hỏi là chờ ta hay chờ ta đọc sách cho ngươi hàng mi mảnh dài của nguyệt thấm di rung lên hỏi a à, hai thứ này có khác nhau sao không có mục lương lắc đầu xoay người đi ra ngoài ngay sau đó thân thể của anh lập tức biến mất không thấy gì nữa giống như là chưa từng tới đây ánh mắt của nguyệt thấm di lấp lóe không biết là đang suy nghĩ cái gì khi mục lương trở lại cung điện thì mễ nạch và những người khác đã dậy anh đi vào thư phòng và nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt Nguyệt Thấm Di. Nguyệt Thấm Lan ngồi ở trên long ỷ ưu nhã nghiêng chân hỏi. Ngươi đọc sách cả đêm sao? Mục lương lưu lại tờ giấy trong thư phòng, lúc sáng cô tới xem cho nên biết anh đã tới hoàng cung. Mục lương gật đầu, dịu dàng nói. Ừ, ta gặp được chị của ngươi. Gặp chị của ta. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thấm Lan thoáng qua một tia kinh ngạc. Ừ, cô ấy cũng ở trong điện tàn thư. Mục lương nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Thấm Lan, tiếp đó xoay người ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi của mình. Anh chậm rãi kể lại chuyện xảy ra lúc trong điện tàn thư. Thì ra là như thế. Nguyệt Thấm Lan tựa ở trong ngực Mục lương, nói suy đoán của mình. Chắc chị ấy đang điều tra nguyên nhân khiến đại lục biến dị. Ừ. Mục lương lên tiếng. Một đêm không ngủ, ngươi có mệt không? nguyệt thấm lan ngẩng đầu lên quan tâm hỏi không buồn ngủ ta có thể thức mấy ngày mà không cần chợp mắt mục lương bình tĩnh đáp hiện giờ thuộc tính của anh đã khác với người thường gấp một ngàn lần không ngủ vài ngày thì vẫn mạnh khỏe ta thì không được không ngủ sẽ có hại cho da trong đôi mắt xanh của nguyệt thấm lan lộ ra ý cười mục lương bật cười chỉ coi là cô ấy đang nói đùa với thực lực hiện giờ của nguyệt thấm lan cộng với việc cô uống trà tinh thần mỗi ngày, không ngủ mấy ngày cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. ngươi cười cái gì chứ? Nguyệt Thấm Lan trừng mắt nhìn Mục Lương. không có gì, có lẽ đến giờ ăn sáng rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. anh nói rồi đứng lên. a. À. Nguyệt Thấm Lan kinh ngạc thốt lên một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ của anh để tránh bị té ngã. ha ha ha. một nụ cười thoáng qua trong mắt Mục Lương, anh cẩn thận đặt cô xuống đất ngươi càng ngày càng tệ. Nguyệt Thấm Lan nói với giọng điệu sâu xa. Mục Lương cười một tiếng, đàn ông không biến thái thì làm sao phụ nữ yêu được. Khi hai người đến nhà ăn thì Mễ Nặc và những người khác đã ngồi tại vị trí của mình, ngay cả Vưu Phi Nhi hiếm khi xuất hiện cũng có mặt. Hôm nay, ngươi không ăn điểm tâm ở phòng thí nghiệm sao? Mục Lương trêu ghẹo một câu. Mục Lương. Vưu Phi Nhi ngoan ngoãn chào hỏi, đỏ mặt giải thích. Chị Thấm Lan nói nếu ta còn tiếp tục ở mãi trong phòng thí nghiệm thì sẽ phạt ta không thể làm thí nghiệm 10 ngày. Ta nói được thì làm được. Nguyệt Thấm Lan nghiêm túc nhấn mạnh. Rất tốt, nên làm như vậy. Mục Lương gật đầu đồng ý, trong mắt lộ ra ý cười. Nhưng ta có không mệt nha. Vưu Phi Nhi nhỏ giọng nói. Mục Lương trấn an. Phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bây giờ có y xà giúp đỡ, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một chút tay và đuôi cô ấy vụng về muốn chết. Vưu Phi Nhi hừ nhẹ một tiếng. Thế nào, ngươi không hài lòng cô ấy sao? Trong mắt Mục Lương hiện lên vẻ kinh ngạc. Vưu Phi Nhi lắc đầu, Thanh Thúy nói. Không, có điều cô ấy còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Mục Lương ôn hòa nói. Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là người của đại lục mới, không hiểu phương thức luyện dược của ngươi cũng rất bình thường, ở chung thêm một thời gian nữa thì tốt rồi ta biết vưu phi nhi ngoan ngoãn gật đầu hôm nay hãy nghỉ ngơi đi bảo ngải Lị na dẫn ngươi đi dạo chơi thành tác luận nguyệt thấm lan đề nghị hôm nay là ngày nghỉ của ngải Lị na cô ấy đang định đến thành tác luận để thưởng thức phong cảnh ở dị quốc vậy thì cùng đi thôi mục lương đột nhiên lên tiếng nguyệt thấm lan quay đầu kinh ngạc hỏi a à, mục lương ngươi cũng muốn đi thành tác luận sao từ ta muốn đi dạo một chút để biết đại lục mới thiếu cái gì, thứ gì đang bán chạy, có như vậy thì mới biết được chúng ta nên kinh doanh cái gì ở đây. Mục Lương ôn hòa giải thích. Nếu như anh muốn tiếp tục kiếm tinh thạch ma thú tại đại lục mới, vậy thì anh bắt buộc phải có một số hiểu biết về thị trường ở đây. Cũng đúng, vậy ngươi đi đi. Nguyệt Thấm Lan gật đầu tỏ vẻ lý giải. Vương Phi Nhi nghe vậy lập tức nuốt lại lời từ chối, Mục Lương cũng muốn đi, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Hồ Tiên cười hỏi. Có muốn ta đi cùng không? Mục Lương bật cười rồi lắc đầu nói. Ngươi quá xinh đẹp, đi theo ta sẽ khiến mọi người không thể rời mắt được, lần này ta muốn ra ngoài khiêm tốn một chút. Mặc dù bị ngươi từ chối nhưng ta rất vui vẻ. Hồ Tiên cười cong mắt khi nghe Mục Lương khen ngợi mình. Liên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Vậy đợi chút nữa ta cởi khôi giáp U Linh rồi lại đeo mạng che mặt. Cô muốn đi theo Mục Lương, nếu vẫn mặc áo giáp thì sẽ quá bắt mắt, người khác có thể dễ dàng đoán ra thân phận của cô. Ta sẽ âm thầm đi theo mọi người. Ngôn băng nói ra đề nghị. Được. Mục lương gật đầu. Nửa giờ sau, bữa sáng kết thúc. Ngãi Lị Na và Ly Nguyệt đi thay quần áo, ngay cả Vưu Phi Nhi cũng thay một chiếc váy dài đến đầu gối màu vàng nhạt. Dưới sự phục vụ của tiểu hầu gái, Mục Lương thay một bộ áo bào trắng không có hoa văn, hoặc nhìn càng hiền lành và vô hại hơn trước, giống như là một vị công tử quý tộc. Bất kể mặc cái gì thì thành chủ đại nhân trông vẫn rất đẹp trai. Ba phù khen ngợi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Khóe môi của một lương nhếch lên, mặt dạng mày dày tự khen bản thân. Anh phất tay áo rồi xoay người rời đi thư phòng. Ly Nguyệt và những người khác đã thay quần áo xong, đang đứng chờ anh ở chính sảnh. Ly Nguyệt cũng mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt của cô được che bằng khăn lụa màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp màu bạc. Ngải Lệ Na diện một chiếc váy đỏ bắt mắt, phối hợp với mái tóc hồng trông vừa nóng bỏng vừa quyến rũ. Các cô gái còn xịt các loại nước hoa khác nhau, tất cả đều có mùi hương thoang thoảng, thơm mà không thô tục. Mục Lương đánh giá các cô gái, không thể không khen ngợi các cô có thẩm mỹ rất tốt, không có mặc quần áo khiến anh cảm thấy kỳ quái. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Anh dịu dàng hỏi. Rồi. Các cô gái đồng thanh đáp lại. Vậy thì đi thôi. Một lương cất bước đi ra ngoài. Ngôn băng theo sau không nói một lời, khôi giáp u linh trên người lóe sáng, cơ thể của cô biến mất tại chỗ. Dưới sự giúp đỡ một lương, đoàn người bay lên không trung, hướng về phía thành tác luận. Nếu muốn đi dạo một cách khiêm tốn, bọn họ tự nhiên là không thể ngồi xe sói mặt trăng, nếu không sẽ quá bắt mắt một lương thi triển năng lực để che giấu hành tung của mọi người sau đó lặng lẽ tiến vào thành tác luận rồi tới một con hẻm nhỏ không người mọi người hiện thân bắt đầu sửa sang lại quần áo được rồi chúng ta đi dạo phố thôi một lương nở nụ cười trên người có một mùi hương gỗ nhàn nhạt đi thôi ly nguyệt nắm tay của một lương một cách tự nhiên khiến anh cảm giác cô có chút đáng yêu như em gái nhà bên vưu phi nhi liếc ly nguyệt một cái nhưng vẫn không dám nắm bàn tay còn lại của một lương. Đi thôi, hôm nay chúng ta phải thả lỏng một chút. Ngải lị na chớp chớp đôi mắt màu hồng, cười tủm tỉm kéo tay cô gái cột tóc hai chùm. Vâng. Vưu Phi Nhi mờ mịt đáp. Đoàn người rời đi hẻm nhỏ và đi về phía con đường chính cách đó không xa. Mặc dù đường đi ở thành tác luận rộng lớn nhưng lại rất bẩn thỉu, còn tỏa ra mùi hôi khó ngửi. May mắn là trước khi đi có dùng nước hoa. Vương Phi Nhi cao mày nói thầm một câu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ngải Lị Na quay đầu hỏi. Đi thị trường giao dịch. Mục Lương ôn hòa nói. Anh sớm đã phân phó cô gái tóc bạc điều tra trước, ở thành tác luận có một khu chợ giao dịch, nơi đó có thể giao dịch rất nhiều thứ như ma cụ, ma thú, sách, bảo vật. Vậy cứ tiếp tục đi tới trước là được. Liên Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Được rồi, chúng ta đi mau đi. Ngải Lệ Na tràn đầy phấn khởi nói. Đã mấy ngày rồi cô không được nghỉ ngơi, hôm nay lại còn được ra ngoài cùng với Mục Lương, làm sao mà cô có thể không vui cho được. Mục Lương và các cô gái đi trên đường lớn, một người đàn ông bên cạnh là ba người phụ nữ, mặc dù các cô đều đeo mạng che mặt, nhưng bất cứ ai tinh ý cũng có thể nhận ra bọn họ không phải là người bình thường. Tính sai rồi. Mục Lương có chút cạn lời. Lấy khí chất và dáng người của nhóm Ly Nguyệt coi như che khuất nửa gương mặt thì cũng không ngăn được mị lực khác với người thường. Nếu không chúng ta đổi lại quần áo cũ. Trong mắt Ly Nguyệt lộ ra ý cười. Không cần, chúng ta giả vờ thành thiếu gia và tiểu thư quý tộc là được rồi. Mục Lương nói không chút để ý. Vâng. Khóe môi của Ly Nguyệt cong lên dưới tấm mạng che mặt, tâm trạng của cô rất vui vẻ. Ly Nguyệt là đại tiểu thư, ta là nhị tiểu thư, Phi Nhi là tam tiểu thư. Ngải Lệ Na cười tủm tỉm phân phối thân phận cho mọi người. Được rồi. Mục Lương mỉm cười đồng ý. Tay anh khẽ lật, lấy ra một cái quạt xếp và thuần thục mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy trước người. Trên mặt quạt viết mấy chữ to, năm tháng êm đềm. Ngải Lệ Na vuốt môn ngựa khen ngợi. Cây quạt này khiến Mục Lương trong phong độ hơn rất nhiều. Đây là hiệu quả mà ta muốn. Mục Lương cười một cách khoe khoang một đoàn người bắt mắt như vậy sao có thể không hấp dẫn ánh mắt người khác cho được nhóm một lương đi dọc theo con đường lớn người qua lại không ngừng dừng chân dò xét bọn họ rồi chỉ rõ nói điều gì đó đây là thiếu gia và tiểu thư nhà ai trước giờ ta chưa từng nhìn thấy chắc quý tộc tới từ địa phương khác nhìn trang phục không giống quý tộc thành tác luận y phục của các cô ấy thật xinh đẹp ta có thể mua nó ở đâu một lương rất muốn nói cho bọn hắn đến thành huyền vũ mua nhưng rõ ràng là tình hình trước mắt không thích hợp. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng sau khi đi được một đoạn thì bọn họ đã bị người khác ngăn cản lại. Tiểu thư xinh đẹp, tại sao các ngươi lại muốn mang khăn che mặt? Vũ đồ ngăn lại trước mặt đám người một lương, ánh mắt hắn rơi vào trên người ly nguyệt, hai mắt cực nóng như lửa. Hắn là một vị tử tước của thành tác luận, hôm nay trong lúc rảnh rỗi ra ngoài đi dạo thì đã bị nhóm ly nguyệt hấp dẫn. Mặc dù Ly Nguyệt, Ngải Lị Na mang theo mạng che mặt nhưng vẫn khiến Vũ Đồ chú ý, hắn chắc chắn ẩn dưới lớp khăn che mặt kia là những khuôn mặt tuyệt mỹ. Ngươi là ai? Đôi mắt đẹp của Ly Nguyệt khẽ nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ta là tử tước Vũ Đồ, tiểu thư xinh đẹp có thể cùng uống một ly rượu với ta không? Vũ Đồ nở nụ cười, thân sĩ duỗi tay ra, chỉ là lửa nóng nơi đáy mắt không cách nào che giấu được. Không có hứng thú, li nguyệt liếc nhìn hắn một cái sau đó kéo một lương muốn lách qua chớ vội rời đi tử tức vũ đồ ta thích nhất là kết giao bạn bè các ngươi nể mặt ta một chút được không vũ đồ đen mặt một chút vội vàng ngăn ở trước mặt cô gái tóc bạc nếu không thì lại như thế nào li nguyệt hỏi với giọng điệu nhàn nhạt vũ đồ không có trả lời mà nhìn về phía một lương ánh mắt mang theo khiêu khích hỏi các hạ có thân phận gì ta chỉ là một du khách bình thường thôi. Một lương hiếp mắt, muốn nhìn đối phương tính làm gì. Hoặc sau lưng có ai đang dở trò quỷ. Đương nhiên, anh cũng muốn tìm chút niềm vui, suốt ngày ở thành huyền vũ, đi ra ngoài gặp gỡ người không có mắt cũng là một loại trải nghiệm. Ta cũng thấy vậy. Vũ đồ nói với giọng điệu mang theo trào phúng. Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Ngải lị na nóng tính hỏi, chỉ còn kém vén tay áo lên đấm đối phương vài cái. Vũ Đồ vội vàng nói. Ta chỉ là muốn mời các vị uống một ly rượu mà thôi. Ngải Lị Na vừa định từ chối thì lại bị Mục Lương dùng ánh mắt ngăn lại. Được rồi, đi thôi. Mục Lương mỉm cười đồng ý. Ngải Lị Na, Ly Nguyệt thấy thế cũng không có nói gì. Thái độ cam chịu này khiến sắc mặt của Vũ Đồ rất khó coi, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu. Vậy đi thôi, chúng ta đến quán rượu Đồ Lan. Vũ Đồ đưa tay ra hiệu nói. Quán rượu Đồ Lan, đó là nơi nào? Mục Lương nhàn nhạt hỏi. Đi theo ta thì sẽ biết. Sự kinh bỉ trong mắt Vũ Đồ đậm hơn, hắn càng tin tưởng Mục Lương chính là Đồ Nhà Quê. Phải biết rằng quán rượu Đồ Lan rất nổi tiếng ở thành tác luận, nơi đó có vài loại rượu thậm chí có thể sánh bằng rượu trong vương cung. Lấy danh khí của quán rượu Đồ Lan, chỉ có người từ bên ngoài tới mới không biết tới nó. Vậy thì đi thôi. Mục lương khí định thần nhàn cất bước đi theo vũ đồ. Ngải Lệ Na hỏi, phải đi bao lâu? Nhanh thôi, quán rượu nằm ngay đầu đường. Vũ đồ duy trì thái độ thân sĩ, một tay chống ở sau lưng. Nhưng trong mắt người ngoài thì mục lương càng giống một vị thân sĩ hơn. Ngải Lệ Na nín cười, mặc kệ vũ đồ đắm chìm trong vẻ xoái khí tưởng tượng của mình. Không lâu sau đó, vũ đồ dẫn theo nhóm người mục lương tới trước một tòa nhà bằng gỗ bốn tầng có một tấm bản hiệu được treo trên cây cột gỗ dày nửa mét ở lầu 1, trên đó viết bốn chữ lớn quán rượu đồ lan đến nơi rồi ta mang các ngươi đi lầu 3, nơi đó người bình thường không thể đi lên vũ đồ vừa nói vừa bước vào trong quán một người phụ nữ mũm mĩm với vòng eo tròn trịa đi tới bên miệng còn có một nốt ruồi to bằng hạt đậu nhưng đôi mắt lại là mắt đan phượng cô ta là chủ của quán rượu đồ lan đồ lan cũng chính là tên của cô ta Đồ Lan lắc mông và nhẹ nhàng nói. Ai da, đây không phải là tử tước vũ đồ sao? Tại sao hôm nay ngài lại có rảnh ghé thăm quán rượu của ta? Những người bạn mới của ta chưa đến đây lần nào, cho nên ta dẫn bọn hắn tới uống chút rượu. Trong mắt vũ đồ thoáng hiện lên một tia chán ghét, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười. Rất tốt, vừa vặn lầu ba còn có vị trí, các ngươi lên lầu ba đi. Đồ Lan cười gật đầu, ánh mắt giống như tùy ý quét nhìn nhóm người của Mục Lương. Vũ Đồ chắp tay sau lưng, cất bước đi lên cầu thang. Mục Lương gật đầu với Đồ Lan rồi mang theo nhóm Ly Nguyệt đi lên lầu ba. Các ngươi vừa mới quen biết Vũ Đồ đúng không? Đồ Lan nhỏ giọng hỏi. Ngải Lị Na chợt dừng bước, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hừ, cẩn thận một chút đi, hắn không phải người tốt thôi thôi, ta mặc kệ. Đồ Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng phất tay xoay người rời đi. Nói chuyện nói một nửa ngãi lị na biểu môi đi thôi không cần để ý mục lương chớp mắt anh đã đoán được đại khái đồ lan muốn nói cái gì mọi người lên lầu ba ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ mặc dù đây là quán rượu nhưng cách bày trí lại giống như là quán trà hơn toàn bộ lầu ba chỉ có mấy cái bàn gỗ giữa hai bàn còn có rèm che sau khi mục lương và những người khác ngồi xuống thì lầu ba đã không còn ghế trống bên tai còn có thể nghe được tiếng trò chuyện từ những bàn khác truyền tới nghe nói gì chưa chợ nô lệ bị tập kích tất cả nô lệ đều chạy thoát a à, có thật không đương nhiên là thật rồi ta còn nghe thấy giọng của công tước nghe ra được hắn rất phẫn nộ a à, ai có lá gan lớn tới như vậy dám động đến trên đầu công tước ánh mắt của một lương lấp lóe yên tĩnh nghe bọn hắn trò chuyện sau khi vũ đồ ngồi xuống một nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên cười hỏi tử tước đại nhân lần này ngài muốn uống gì và ăn gì? Vũ đồ vung tay lên, hào phóng nói. Lấy một bình rượu một lan tốt nhất, lại thêm vài món ăn chiêu bài là được rồi. Rượu một lan là chiêu bài ở quán rượu đồ lan, nổi tiếng thấp thành tác luận. Vâng, vâng, tới ngay. Nhân viên cửa hàng cười đáp, liếc nhìn Mục lương và những người khác sau đó xoay người rời đi. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Mục lương quay đầu nhìn ra cửa sổ, ở đây có thể nhìn thấy con đường lớn và người đi qua lại. Ngải lị na nín cười, cảm thấy bội phục đối với năng lực mở mắt nói lời vô nghĩa của Mục Lương. Đúng là rất đẹp. Ly Nguyệt cực đầu đánh giá. Ngải lị na cạn lời. Làm sao tốt bằng thành huyền vũ chứ? Vưu Phi Nhi rất thành thật mà bình luận một câu. Sau khi vũ đồ ngồi xuống, ánh mắt của hắn vẫn lưu chuyển trên người Ly Nguyệt và Ngải Lị Na. Khóe môi của hắn hơi nhếch lên, đợi chút nữa uống rượu ăn cơm hắn không tin bọn họ sẽ không gỡ khăn che mặt ra cộp 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 nhân viên cửa hàng nhanh chóng trở về trên tay mang theo ly chén và rượu một lan ly và chén được làm bằng đất sét có màu xám trắng giống như được làm chế tạo từ một loại xương thú nào đó rượu một lan cũng được đựng trong bình đất sét dung tích bình rượu chỉ đựng được nửa cân rượu ngoại hình giống một cái hồ lô nào mọi người nếm thử rượu một lan đi Vũ đồ đưa tay ra hiệu. Nhân viên cửa hàng hiểu ý, cầm bình rượu đổ đầy ly, rượu trong bình lập tức ít hơn phân nửa. Mục lương nhìn màu rượu vàng sẫm trong ly, ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Nhìn chẳng ra sao cả. Vương Phi Nhi vương tay bưng ly rượu lên, vén một góc mạng che mặt lên và uống cạn rượu trong ly. Chật chật. Cô chẹp chẹp miệng, rượu một lan vừa vào miệng có vị hơi chát, ngay sau đó một mùi thơm ngát khuếch tán trong miệng cô phi nhi đặt ly rượu xuống nghiêm túc bình luận tạm được không có độc ta nếm thử Ngải lị na bưng ly rượu lên đầu tiên là ngửi thử hương vị cách mạng che mặt có chút mùi hương thoang thoảng cô cũng vén một góc mạng che mặt lên rồi đặt ly rượu vào bên trong tiếp đó hơi ngẩng mặt lên uống hết nửa ly rượu như thế nào mục lương cười hỏi rất bình thường nha không có dễ uống bằng rượu trái cây của chúng ta Ngải Lệ Na biểu môi nói. Ừ, đúng là bình thường. Ly Nguyệt gật đầu đồng ý, đồng thời vén mạng che mặt và nhấp một ngụm rượu một lan. Các ngươi. Vũ đồ trận to hai mắt, uống rượu còn không chịu cởi khăn che mặt, đã thế lại còn ghét bỏ rượu một lan không ngon. Ừ, lời bình rất đúng trọng tâm. Một lương nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly rượu xuống, rượu trong ly chỉ vơi một phần tư. Vũ đồ đen mặt, hắn cho rằng những người này là đang đùa giỡn mình. Giọng nói hắn trở nên âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, các ngươi từng uống qua rượu còn ngon hơn rượu một lan sao. Đương nhiên, hơn nữa còn uống rất nhiều. Ngải lị na hất cầm lên, giọng điệu tràn ngập phách lối. Ha ha. Vũ đồ lạnh lùng cười, trên mặt hiện lên vẻ không tin. Đúng lúc ta có mang rượu theo. Mục lương giơ tay lên, không biết lúc nào mà trong tay đã xuất hiện vài bình rượu. Lúc đi ra ngoài anh thường mang rượu theo, dù sao đồ ăn bên ngoài cũng không ngon bằng nhà mình. Vũ đồ sửng sốt một chút, hắn trợn to hai mắt nhìn một lương, hoàn toàn không biết đối phương lấy rượu từ đâu ra. Cộp cộp cộp. Món ăn tới rồi. Đồ lan bưng khay đi lên lầu. Cô quét nhìn một lương và những người khác, sau đó đặt năm mâm thức ăn xuống bàn. Cô nhìn thấy mấy bình rượu trong tay một lương, mày câu lại bất mãn nói đã tới quán rượu đồ lan của ta mà còn mang rượu theo đây là đang xem thường rượu đồ lan sao vũ đồ cười lạnh nói ha ha bọn họ nói rượu một lan của ngươi rất bình thường không ngon bằng rượu của bọn họ thật sao đôi mắt đang phượng của đồ lan khẽ nheo lại trong lòng vô cùng khó chịu cô đích thân đến đưa đồ ăn vì tốt bụng muốn nhắc nhở đám người một lương phải cẩn thận vũ đồ hắn không phải người tốt lành gì nhưng bây giờ lại nghe được rượu một lan do mình chưng cất bị ghét bỏ. Ta chỉ nói thật thôi. Một lương nhàn nhạt gật đầu. Đồ lan kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, đen mặt nói. Hừ, ta muốn xem ngươi đem tới loại rượu gì, có thể ngon hơn rượu mà ta cất không? Cô nhìn mấy bình rượu trên tay một lương. Bình đúng là đẹp hơn bình đựng rượu một lan, nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa. Ngươi có thể nhấm nháp một chút. Một lương cười một tiếng, cũng không tức giận. Ta tới rót rượu. Ly Nguyệt đứng lên, tiếp nhận rượu trong tay một lương. Cô thường thuộc gõ bể bùng đất động lại trên miệng bình, dùng vải lau sạch cho bụi rồi lại rút nút gỗ bịt miệng bình rượu ra. Ngay sau đó, mùi rượu lan tỏa bốn phía, khuếch tán ra toàn bộ lầu ba. Vẻ kinh thường trên mặt đồ lan động lại, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Cô chưng thất rượu được mười mấy năm, vừa ngửi mùi là có thể biết rượu này là ngon hay dở thơm quá. Vũ đồ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ba ba ba. Ly Nguyệt lưu loát mở nắp các bình rượu còn lại khiến mùi rượu càng thêm nồng nặc. Những vị khách trên lầu ba đều ngạc nhiên lên tiếng. Thơm quá đi, đây là mùi vị gì? Hình như là mùi rượu, đây là lần đầu tiên ta ngửi được mùi rượu thơm như vậy. Từ khi nào mà quán rượu đồ lan có rượu thơm như vậy? Khóe môi của một lương công lên, anh có thể nghe thấy tiếng hít hà của những vị khách kia, bọn hắn đang hấp thụ mùi rượu trong không khí. Cái này nhất định là rượu ngon. Đồ Lan hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ say mê, sự phẫn nộ và khó chịu trong lòng đã tiêu tan không còn một mống. Lúc này, sắc mặt của Vũ Đồ lại trở nên âm tình bất định, chẳng lẽ hắn sắp bị vả mặt. Tróc trách. Ly Nguyệt nghiêng bình rượu, chất lỏng trong suốt rơi vào trong ly, mùi rượu càng đậm hơn. Nếm thử đi. Mục Lương đưa tay ra hiệu. Cổ họng đồ lan co giật, mặt dạng mày dày bưng ly rượu lên, nói. Vậy ta không khách khí. Cô nhấp một ngụm rượu trước, cảm giác cay xè khiến cô chấn động tinh thần, không nhịn được hấp một hơi cạn sạch cả ly rượu. Rượu ngon, đây là lần đầu tiên ta uống được loại rượu mỹ vị như vậy. Đồ lan lại kinh ngạc thốt lên lần nữa, đôi mắt phượng của cô trợn tròn. Khóe mắt của vũ đồ nhảy lên, lập tức bưng ly lên nhấm nháp rượu trắng nửa ly rượu vừa vào miệng thì hắn đã biết bản thân thua rồi khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên không biết là bởi vì xấu hổ hay vì rượu quá cay cục 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 đồ lan uống hết ly rượu này đến ly rượu khác khuôn mặt bầu bỉnh đỏ bừng lên cô quơ ly rượu khen ngợi không chút keo kiệt dễ uống không gì sánh bằng so sánh với rượu một lan của ngươi thì cái nào tốt hơn ngải lỵ na ngạo nghễ hỏi đồ lan gật gù đắc ý xua tay nói thua, rượu của ta thua, rượu này ngon hơn nhiều. Đương nhiên, ai uống rồi đều khen ngon. Ngải Lị Na hài lòng gật đầu. Đồ Lan nghiêm túc hỏi. Những loại rượu này gọi là gì? Rượu trắng, rượu trái cây, mỗi loại có số độ khác nhau. Mục Lương ôn hòa trả lời. Rượu trắng, rượu trái cây, cái tên bình thường nhưng uống rất ngon. Đồ Lan tiếp tục khen ngợi. Hừ. Vũ Đồ biểu môi, hoàn toàn không thể phản bác được lời nào. rượu ngon như vậy, các ngươi mua ở đâu? Đồ Lan nhìn Mục Lương với ánh mắt nóng rực. do nhà mình sản xuất. Mục Lương ôn hòa nói. ngươi chưng tất. hai mắt Đồ Lan trừng lớn, khuôn mặt tròn trị hiện lên thần sắc khó tin. đúng vậy. khóe môi của Mục Lương dương lên. phương pháp chưng tất rượu là do anh truyền xuống, thành Huyền Vũ cũng là của anh, cho nên nói anh chưng tất cũng không sai. Đồ Lan lập tức đứng bật dậy, khẩn cầu hỏi. Ngươi có thể dạy ta không? Ánh mắt của Vũ Đồ lấp lóe, nếu như hắn có thể sản xuất ra loại rượu ngon như vậy, nhất định có thể kiếm được tài phú cả đời xài không hết. Nghĩ tới đây, đôi mắt của Vũ Đồ lóe lên tia tham lam, nhìn về phía Mục Lương với ánh mắt bất thiện. Không truyền ra ngoài. Mục Lương lập tức từ chối. Đồ Lan kích động nói. Ta có thể mua, muốn bao nhiêu kim tệ không bán. Mục lương lại lắc đầu lần nữa. a, à, vì sao? Sắc mặt của đồ lan đỏ lên, nàng không có ý định bỏ cuộc. Mục lương bật cười, hỏi ngược lại. Chỉ cần ta nắm giữ phương pháp sản xuất thì có thể tự chưng cất rượu đem đi bán, nó có thể liên tục mang đến tài phú cho ta, vậy tại sao ta lại muốn bán đi? Đồ lan há to miệng, sắc mặt của cô trở nên chán nản, bên trong đôi mắt đang phượng không có tia sáng cô thở dài ngồi xuống tiếc núi nhìn bình rượu rỗng trên bàn vũ đồ đột nhiên hỏi các hạ là người nơi nào người của thành huyền vũ mục lương bình tĩnh đáp thành huyền vũ trên mặt vũ đồ lộ ra thần sắc chấn động hắn tự nhiên biết thành huyền vũ tuy rằng chưa tới đó nhưng hắn đã nghe được rất nhiều tin tức từ bọn thuộc hạ của mình mục lương bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của đối phương quay đầu nhìn về phía đồ lan có thần sắc buồn bã nhẹ nhàng hỏi ngươi rất thích chưng tất rượu đồ lan ngẩng mặt lên ngạo nghễ nói đương nhiên ta muốn ủ ra loại rượu ngon nhất trên thế giới điều này rất khó không ai biết loại rượu ngon nhất trên đời có mùi vị như thế nào mục lương nói với thần tình nhàn nhạt đồ lan lắc đầu thấp giọng nói rượu trắng rất tốt tốt hơn cả rượu của ta ta không thể chưng tất ra loại rượu như vậy càng khó siêu việt nó. Ngươi có hứng thú hợp tác không? Mục lương đột nhiên hỏi. Ý ngươi là sao? Đồ Lan nhìn về phía mục lương với ánh mắt hoang mang. Nếu như ngươi có hứng thú với rượu của ta, tối nay mang cái này đến thành huyền vũ tìm ta. Mục lương đứng dậy và đưa một khối lệnh bài lưu ly cho Đồ Lan. Đồ Lan cầm lệnh bài rồi ngẩn người một chút. Đi thôi. Mục lương nhìn thoáng qua ly nguyệt và các cô gái, cất bước chuẩn bị rời đi. Các hạ! Vũ đồ vội vàng đứng lên hô to. Ngươi còn có việc gì sao? Mục lương quay đầu nhìn đối phương, đôi mắt màu đen thâm thúy như bầu trời đêm. Vũ đồ hất cầm, nghiêm túc nói. Chớ khẩn trương, ta chỉ muốn kết giao bạn bè mà thôi. Không có hứng thú. Mục lương nhàn nhạt nói, hắn đã không còn hứng thú vui đùa. Ngươi! Đôi mắt của vũ đồ trợn to sắc mặt hắn trở nên âm trầm, lạnh lùng nói. Ta đường đường là một tử tước, được ta kết bạn thì ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Ta không cảm thấy như vậy. Ánh mắt của một lương thoáng qua một tia lạnh lẽo. Anh xoay người tiếp tục đi xuống lầu, ly nguyệt, ngải lị na và những người khác đuổi theo, chuẩn bị rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Dừng lại, các ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vũ đồ tức giận hô hào, trong tay ngưng kết ma pháp nguyên tố, là một cổ nguyên tố lửa nóng bỏng. Ngươi muốn chết. Mục lương quay đầu lạnh lùng nhìn vũ đồ. Vũ đồ đột nhiên trùng mình một cái, nguyên tố lửa trong tay hắn tiêu tan không còn một mống, cơ thể hắn như rớt vào hầm băng, cảm giác tử vong đột ngột ập tới. Cộp cộp cộp. Mục lương không còn lưu lại, cất bước đi xuống lầu. Đồ lan lấy lại tinh thần, sắc mặt của cô vẫn khó coi, có điều lần này vì vũ đồ cô giơ tay nắm chặt cổ áo của tử tước lạnh lùng nói tử tước vũ đồ lá gan của ngươi rất lớn đấy mới vừa rồi ngươi muốn ra tay ở địa bàn của ta sao ta vũ đồ há to miệng sắc mặt càng thêm khó coi đồ lan không phải tử tước nhưng cha của cô ấy lại là hầu tước mặc dù đối phương là hầu tước bên phe vương thất nhưng thân phận và địa vị vẫn còn đó không phải là nhân vật mà hắn có thể trêu chọc ta ta không dám Vũ Đồ cắn răng nói. Đồ Lan trừng mắt nói. Cút ra ngoài cho ta, đừng bao giờ tới quán rượu Đồ Lan nữa, nếu không ta gặp ngươi lần nào thì sẽ đánh ngươi lần đó. Hừ, ta cũng không hiếm lạ nơi này đâu. Vũ Đồ loạn choạn lùi lại mấy bước, tức giận trừng Đồ Lan, tiếp đó chạy như bay xuống lầu dưới. Đồ Lan chống nạnh hai tay, cất bước muốn đuổi theo. Vũ Đồ thấy thế chạy nhanh hơn, chật vật biến mất ở con hẻm cách đó không xa. Phế vật, mua được chức tử tước thì có ích lợi gì chứ? Đồ Lan phun một ngụm nước bọt trên mặt đất. Cô nắm chặt lệnh bài trong tay, trầm ngâm xoay người trở lại trong quán rượu, dự định buổi chiều đến thành huyền vũ nhìn. Một bên khác, một lương và các cô gái dọc theo đường lớn tiếp tục đi tới trước, hướng về phía thị trường giao dịch. Một lương, ngươi muốn hợp tác với đồ lan sao? Ly Nguyệt quay đầu nhẹ giọng hỏi. Khóe môi của một lương cong lên, đáp, Cô ấy có sẵn một quán rượu ở đây, có thể giúp chúng ta bán rượu. Thì ra là như thế, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn đưa phương pháp chưng tất rượu cho cô ấy đấy. Ngải Lị Na giật mình nói. Ta nhìn giống đồ ngốc lắm sao? Mục Lương không khỏi bật cười. Ngải Lị Na lắc đầu, hồn nhiên nói. Không giống, đại nhân là người thông minh nhất. Mục Lương mỉm cười tinh nghịch, giơ tay nhẹ nhàng gõ đầu cô gái tóc hồng. Ngải lị na hoặc bác nở nụ cười, đôi môi đỏ dưới tấm mạng che khẽ nhất lên. Đoàn người cười cười nói nói đi về phía trước, dọc theo đường đi vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Ly Nguyệt kéo tay một lương, dịu dàng nói. Sắp đến chợ giao dịch rồi. Người rất nhiều. Mục lương ngước mắt nhìn về phía trước, ở đây đã thấy được lối vào bên trong. Chợ giao dịch tương tự như chợ nô lệ, chỉ khác là đông người hơn, hơn nữa ngoại trừ các cửa hàng thì còn có rất nhiều tiểu thương dựng quầy hàng trên đường phố bán đủ thứ, cái gì cũng có. Ai đi ngang qua mời ghé vào quán, xương ma thú thượng hạng là tài liệu tuyệt vời để chế tác ma cụ. Cỏ máu vàng hiếm thấy bán đại hạ giá đây, một gốc chỉ cần một ngàn kim tệ. Ma cụ sơ cấp, ma cụ sơ cấp, mau đến xem đi. Mục lương và những người khác còn chưa tiến vào chợ giao dịch thì đã nghe thấy tiếng rao hàng huyên náo ở đây chắc chắn có rất nhiều kẻ trộm. Ánh mắt của ngải lị na lấp lóe. Đúng vậy. Mục lương gật đầu nhận đồng. Thường thường nơi nào có nhiều người thì đó chính là thiên đường cho đám đạo chính, có thể đục nước béo cò. Mục lương và các cô gái đi vào chợ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Qua bên kia nhìn. Mục lương đi tới trước và ghé vào gian hàng đầu tiên. Chủ quán là một ông lão có bộ râu hoa râm, trước mặt hắn là tấm da thú dài 4 mét, rộng 2 mét, bên trên chất đầy đồ vật, có thảo mộc, cũng có chai lọ. Rất nhiều người bước tới để dò xét, nhưng cơ bản đều là nhìn vài lần rồi quay đầu rời đi, không ai hỏi thăm, càng không có ai cầm lấy vật phẩm trong gian hàng để xem xét. Mục lương cảm thấy tò mò, tiến lên trước liếc nhìn các vật phẩm trên tấm da thú. Chủ quán nhìn mục lương, hòa ái nói. Cảm thấy hứng thú có thể xem thử. Mục Lương ngồi sổng xuống, đưa tay nhặt một viên đá màu đỏ. Viên đá lớn cỡ nắm tay, vừa cầm lên đã cảm thấy ấm áp, sờ vào rất thoải mái. Đây là đá cầu vòng máu, là tài liệu chính của rất nhiều loại ma dược. Chủ quán bình tĩnh giới thiệu. Ví dụ như là cái gì? Mục Lương thuận miệng hỏi một câu. Chủ quán lại liếc nhìn Mục Lương một cái, thấp giọng nói. Ma dược cầm máu, ma dược bồi dưỡng, ma dược luyện thể tất cả đều cần phải dùng đến đá cầu vòng máu mục lương nhìn ông lão một cách chăm chú xác định đối phương không có nói dối anh tung đá cầu vòng máu trong tay hỏi các hạ là luyện dược sư đã từng là như vậy chủ quán nói với thần sắc không thay đổi sau đó chậm rãi cúi đầu luyện dược sư tấp mấy mục lương kinh ngạc hỏi tiếp chủ quán cười khổ lắc đầu ha ha chuyện này không quan trọng ta đã không còn cách nào chế thuốc được nữa vì sao ngải lị na nghi ngờ hỏi bởi vì linh hồn của ta bị thương mà luyện dược cần linh hồn mạnh mẽ tinh thần của ta rất khó tập trung cho nên ta không cách nào luyện dược được nữa chủ quán cười chua xót đáp vư phi nhi ngây thơ nói nếu linh hồn bị thương vậy chỉ cần chữa khỏi là được rồi chủ quán nhìn thoáng qua cô gái cột tóc hai chùm nhẫn nại giải thích linh hồn bị thương không thể chữa trị được. Tại sao lại không thể chữa trị chứ? Vưu Phi Nhi phòng má hỏi. Chủ quán nhìn Vưu Phi Nhi, cao mày nói. Vì sao ngươi lại chắc chắn như thế? Bởi vì thật sự có thể trị hết nha. Vưu Phi Nhi nói một cách đương nhiên. Chủ quán co giật khóe miệng, chỉ coi Vưu Phi Nhi ngây thơ đang nói đùa mà thôi. Có thể trị hết. Mục Lương bình thản nói chủ quán chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh, khàn khàn nói. Ta là luyện dược sư, linh hồn bị thương có thể chữa khỏi hay không thi ta biết rõ hơn các ngươi nhiều. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngươi không biết nhưng không có nghĩa là không có. Mục lương nói với giọng điệu nhàn nhạt. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này có thể ghi vào trong du ký mạo hiểm. Đôi mắt màu hồng của ngải lị na sáng lên, âm thầm ghi nhớ lời nói của anh. Ha ha, bị tiểu bối thuyết giáo nhưng mà nói không sai có lẽ thật sự có phương pháp chủ quán cũng không tức giận mà chỉ cười lắc đầu mục lương hỏi với giọng thành thẩn các hạ xưng hô như thế nào chủ quán khàn khàn đáp trước kia mọi người đều gọi ta là pháp kiệt sâm pháp kiệt sâm chưa từng nghe qua ly nguyệt lắc đầu pháp kiệt sâm sửng sốt một chút sau đó cười khổ nói Hóa ra đã ta bị thế nhân quên lãng nhanh như vậy sao? Trước đó ngươi rất nổi tiếng à? Vu Phi Nhi đánh giá Pháp Kiệt Sâm, nhìn thế nào cũng chỉ là một ông lão bình thường. Đương nhiên, nhưng đó chỉ là chuyện trước kia thôi. Pháp Kiệt Sâm lắc đầu, sắc mặt của lão trở nên cô đơn. Chữa khỏi linh hồn bị thương không khó. Mục Lương đột nhiên lên tiếng. Thân thể Pháp Kiệt Sâm hơi rung lên, ánh mắt của lão sáng như đuốc nhìn về phía Mục Lương cổ họng của lão hơi co giật khàn khàn hỏi ngươi mới vừa nói cái gì mục lương tung hứng đá cầu vòng máu trong tay bình tĩnh nói ta có thể chữa khỏi cho ngươi nhưng ngươi phải làm cho ta thấy được giá trị của ngươi ta nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi cho ta ta có thể giúp ngươi chế tạo ma dược pháp kiệt sâm nói với giọng điệu chân thành mục lương ngước mắt hỏi cho nên ngươi là luyện dược sư cấp mấy cấp bảy Pháp Kiệt Sâm ngạo nghễ ngẩng đầu. Mục Lương chậm rãi đứng lên, chân thành nói: "Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, sau đó ngươi gia nhập vào Thành Huyền Vũ." Thành Huyền Vũ? Trong mắt của Pháp Kiệt Sâm phóng to. "Giới thiệu một chút, vị này là Mục Lương, thành chủ Thành Huyền Vũ của chúng ta." Ly Nguyệt nói với giọng lạnh lùng. "Thành chủ Thành Huyền Vũ?" Pháp Kiệt Sâm hô hấp chợt ngừng lại, kém chút kinh ngạc thốt lên. "Bình tĩnh lại nào." Ngải lị na phất tay Pháp kiệt sâm yên lặng một hồi lâu Trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại Lão cười khổ nói Hóa ra là thành chủ thành huyền vũ Khó trách đại nhân cho ta một loại cảm giác Vừa thần bí vừa không thể nhìn thấu Mục lương cười nhạt một tiếng Lại hỏi lần nữa Ngươi có thể suy nghĩ một chút Pháp kiệt sâm lắc đầu Chân thành nói Không cần cân nhắc Nếu đại nhân thật sự có thể chữa khỏi vết thương linh hồn cho ta để ta có thể luyện dược một lần nữa vậy ta đồng ý đến thành huyền vũ rất tốt một lương nhàn nhạt mỉm cười anh lật tay một cái một đoàn nguyên tố sinh mệnh ngưng tụ trong lòng bàn tay sinh mệnh lực đậm đà khiến pháp kiệt sâm hô hấp dồn dập đây là lão kinh ngạc lên tiếng nhắm mắt thả lỏng tinh thần một lương trầm giọng nói pháp kiệt sâm nghe vậy vội vàng nhắm hai mắt lại ông tâm lý thử một lần cũng sẽ không chết lão sẵn sàng tin tưởng một lương một lần dù sao thì lão đã không còn biện pháp nào khác khá cho nên mới có thể dễ dàng tin lời của một lương anh nhẹ nhàng vung tay lên nguyên tố sinh mệnh bay lên rồi từ từ đáp xuống đầu pháp kiệt sâm nguyên tố sinh mệnh chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn và bắt đầu cải thiện tình trạng thể chất bổ sung sinh mệnh lực thân thể của pháp kiệt sâm run rẩy trên mặt lão toát ra mồ hôi lạnh sâu trong linh hồn xuất hiện một tia sáng xanh đó là nguyên tố sinh mệnh đang trị liệu linh hồn. Linh hồn bị thương rất khó giải quyết, trị liệu bằng nguyên tố sinh mệnh cũng cần có thời gian. Mục lương nhìn thoáng qua đối phương sau đó quay đi chỗ khác, tiếp tục xem xét đồ vật trong gian hàng. 15 phút trôi qua. Pháp kiệt sâm trên rỉ một tiếng và từ từ mở mắt ra, đôi mắt của lão vốn dĩ đục ngầu trở nên sáng ngời. Lúc này, tinh thần của lão vô cùng phấn chấn, linh hồn đã không còn truyền đến cảm giác nho nhói, cả người thoải mái cực kỳ, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng ít hơn rất nhiều. Vết thương linh hồn thật sự có thể bị chữa khỏi. Giọng nói của Pháp Kiệt Sâm rung lên, hai tròng mắt nổi lên tơ máu đỏ. Lúc này cả người lão đều đang run rẩy, nguyên nhân là do quá phấn khích. Nếu đã chữa khỏi, vậy thì mau thu dọn đồ đặt đi theo chúng ta. Mục Lương bình tĩnh nói. Vâng. Pháp Kiệt Sâm kích động hít một hơi thật sâu, đứng lên thu dọn quầy hàng trước mặt. Ngải Lệ Na quan tâm hỏi. Trong nhà vẫn còn đồ vật cần thu dọn sao? Không có, vật có giá trị đều ở nơi này. Pháp Kiệt Sâm lắc đầu, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười. Đến bây giờ lão vẫn còn có chút hoảng hốt, vết thương linh hồn khốn nhiễu lão suốt 3 năm bỗng chốc bị chữa khỏi, trong lòng có loại cảm giác không chân thật. Lão nhìn về phía Mục Lương, cảm kích nói. Hành chủ đại nhân, cảm ơn, vô cùng cảm ơn ngài sau này cẩn thận một chút đừng lại để linh hồn bị thương mục lương nhắc nhở nguyên tố sinh mệnh có thể trị liệu vết thương linh hồn nhưng không ai biết lần sau mình sẽ bị thương nặng đến mức nào và liệu khi đó nguyên tố sinh mệnh có còn hữu hiệu hay không không có chuyện đó đâu kẻ khiến ta bị thương đã chết pháp kiệt sâm nghiêm túc nói ừ mục lương không có hỏi nhiều pháp kiệt sâm vác một cái túi da thú to tướng lên trên vai tò mò hỏi Thành chủ đại nhân, ngài tới chợ giao dịch để làm gì thế? Dạo chơi." Mục Lương thuận miệng lên tiếng. Anh không ngờ mình chỉ đi dạo một chuyến lại có thể tìm được nhân tài, hơn nữa còn là một vị luyện dược sư cấp 7, còn mạnh hơn cả Y Sà. Mục Lương tính toán để Pháp Kiệt Sâm đến Thành Huyền Vũ dạy dỗ một nhóm luyện dược sư, tức là trở thành một giáo viên. Thì ra là vậy." Pháp Kiệt Sâm chậm rãi gật đầu. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo." Mục Lương tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt anh liếc nhìn các quầy hàng xung quanh, để ý xem bọn họ đang bán cái gì. Thật đông đúc. Vư Phi Nhi nhún nhảy bước đi, mái tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại theo chuyển động của cô. Đột nhiên, cô bị ai đó va phải, đối phương cũng không quay đầu lại mà bước nhanh tới trước, giống như là có việc gấp. A. À. Vư Phi Nhi hơi lảo đảo một chút, cô bất mãn quay lại nhìn bóng lưng của người kia. Đó là một thiếu niên khoảng 17 mười tám tuổi quần áo rách rưới có thể nhìn ra dáng người rất gầy yếu nhưng ngay sau đó thiếu niên kia đột nhiên bị bay ngược trở lại như thể bị ai đó đá vào ngực khiến hắn ngã mạnh trước mặt vưu phi nhi a à, chuyện quái gì vậy thiếu niên la một tiếng ông bụng kêu trên sắc mặt nhăn nhó giao đồ vật ra đây ly nguyệt tiến lên trước ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thiếu niên đồ đồ vật gì chứ thiếu niên đang kêu gào lập tức biến sắc, ấp úng nói. Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Ta đếm tới ba, không giao thì chết. Ly Nguyệt lạnh lùng nói, chuẩn bị đếm ngược. Thiếu niên biến sắc, hiển nhiên đã bị hù dọa bởi ánh mắt lạnh như băng của Ly Nguyệt. Hắn vội vàng hô to. Ta lấy, đừng đếm. Hắn run rẩy lấy một chiếc túi da thú tinh xảo từ trong tay áo ra rồi đưa về phía trước. A, à, đây là túi tiền của ta mà đôi mắt màu vàng kim của Vư phi nhi trừng lớn cô giơ tay sờ phía bên hông quả nhiên túi tiền đã không thấy đâu phế một tay của hắn một lương lạnh lùng liếc thiếu niên một cái xin các vị buông tha cho ta ta không phải cố ý ta cũng không còn cách nào khác thiếu niên khóc lóc cầu xin cơ thể run bần bật ly nguyệt giơ chân giẫm lên tay tên trộm gót giày lúng vào cổ tay đối phương chỉ cần dùng sức thêm một chút là tay của hắn sẽ bị đạp gãy À. thiếu niên kêu la thảm thiết sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nói cho ta biết vì sao ngươi lại trộm đồ của ta vưu phi nhi trừng mắt nhìn thiếu niên ta thiếu niên há to miệng trên mặt hiện lên sự sợ hãi ánh mắt của một lương lạnh như băng nói đánh gãy tay ta nói ta nói thiếu niên biến sắc vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ giọng của hắn run rẩy khàn giọng nói Ta là người của Kim. Quả nhiên là người của Kim, hừ. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà đã bị Kim khống chế rồi. Người vây xem bàn tán ầm ĩ, hiển nhiên là ai nấy đều biết cái tên này. Kim là ai? Ly Nguyệt lạnh giọng hỏi. Kim không phải là một người, đó là tên một tổ chức đạo tặc, bọn hắn bắt em gái của ta, ép buộc ta mỗi ngày phải đi trộm đồ thì em ấy mới không có việc gì giọng nói thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở mục lương nhướng mày sự lạnh lùng trong mắt tiêu tan hơn phân nửa a à, thì ra là như thế đôi mắt vàng kim của vưu phi nhi trừng lớn cho dù như vậy thì ngươi cũng không nên trộn đồ đạc của chúng ta giọng nói của ly nguyệt vẫn lạnh lùng như cũ chỉ là lực đạo trên chân đã giảm nhẹ hơn nhiều hai mắt của thiếu niên đỏ bừng nghẹn ngào nói xin lỗi ta không nên làm như vậy Buông hắn ra đi." Mục Lương nhàn nhạt nói. Ly Nguyệt nghe vậy thì dời chân sang chỗ khác, sau đó vươn tay nắm lấy cổ áo phía sau của thiếu niên rồi nhấc hắn lên bằng một tay. Cơ thể thiếu niên run rẩy, im lặng nắm chặt cổ tay bị đạp, không nói lời nào. "Tên ngươi là gì?" Mục Lương nhàn nhạt hỏi. "Lợi Áo Đức." Thiếu niên thấp giọng đáp. Mục Lương chậm rãi gật đầu, bình tĩnh nói. "Ngươi đi đi." có thật không lợi áo đức ngạc nhiên ngẩng đầu ừ mục lương đưa tay vẫy vẫy cám ơn đại nhân trong lòng lợi áo đức vui mừng không xiết lập tức xoay người bỏ chạy không dám quay đầu lại mục lương nhìn bóng lưng của thiếu niên nhẹ giọng phân phó ngôn băng đi theo hắn vô thanh vô tức ngôn băng ẩn thân đã đi xa hắn là người đáng thương ngãi lị na nhẹ giọng cảm thán một câu trên đời này có rất nhiều người đáng thương Ly Nguyệt đưa tay vỗ vai bạn tốt Ngải lị Na Thanh Thúy nói Đúng vậy, có người vừa đáng thương vừa đáng trách Hắn không nên ăn cắp Vưu Phi Nhi nhỏ giọng nói Hắn không ăn trộm thì em gái sẽ có nguy hiểm tính mạng Không cách nào trọn vẹn đôi đường được Hắn quá yếu chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn thì hắn mới có thể bảo vệ người và đồ vật mà hắn muốn bảo vệ. Mục Lương nói một cách đầy thấm thía. Đương nhiên, đầu tiên là phải ẩn nhẫn một hồi, sau khi trở nên mạnh mẽ thì mới phản kháng. Chỉ là đối phương tương đối xui xẻo, gặp phải bọn họ. Đúng vậy. Ly Nguyệt nhận đồng gật đầu. Tiếp tục đi dạo thôi. Một lương xoay người và đặt lực chú ý vào những gian hàng khác. Cả nhóm đi dạo chợ giao dịch hơn một giờ, trong lúc đó mua một chút dược liệu và sách. Pháp Kiệt Sâm cung kính hỏi. Thành chủ đại nhân, Phía trước có một cửa hàng bán ma cụ, ngài có muốn vào xem một chút không? Cửa hàng bán ma cụ. Đôi mắt màu đen của một lương sáng lên, hắn gật đầu nói. Đi xem một chút đi. Thành chủ đại nhân xin hãy đi theo ta. Pháp Kiệt Sâm đưa tay ra hiệu, đi trước dẫn đường. Cửa hàng bán ma cụ là một tòa nhà bằng gỗ hai tầng, mặc dù không cao nhưng nó lại có diện tích rất lớn, tổng diện tích hơn 600 mét vuông. Mục Lương và những người khác cất bước đi vào cửa hàng bán ma cụ, chẳng mấy chốc đã có người tới nên đón. Nhân viên trong cửa hàng nhiệt tình hỏi. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi các vị muốn mua loại ma cụ như thế nào? Ta xem trước một chút. Mục Lương nhìn thoáng qua nữ nhân viên bán hàng, sau đó lực chú ý rơi xuống vật phẩm được bày biện trong tiệm. Vâng. Nữ nhân viên bán hàng cười khẽ một tiếng, liên tục dò xét anh. Lầu một cửa hàng ma cụ rất rộng rãi, có những dãy kệ gỗ dựa vào tường trên giá gỗ trưng bày nhiều loại ma cụ một lương tiến lên trước dò xét thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một kiện ma cụ trông giống như cái quất không phải nói rằng nó chính là một cái quất đây là gì anh quay đầu nhìn về phía nữ nhân viên nữ nhân viên bán hàng mỉm cười giải thích đây là ma cụ quất sơ cấp có thể giúp người sử dụng tiết kiệm được một phần ba công sức khi xới đất thật đúng là cái quất Khóe mắt của một lương nhảy lên, tò mò hỏi Giá bán bao nhiêu? 3.000 ba kim tệ Nữ nhân viên miễn cười đáp 3.000 kim tệ cho một cái quất ngải lị na kinh ngạc thốt lên Gương mặt xinh đẹp của nữ nhân viên hỏi ẩn đỏ Mặt dạng mày dày tiếp tục nói Dù sao thì nó cũng là ma cụ sơ cấp Ngoại trừ dùng để xới đất thì cũng có thể dùng làm vũ khí Ly nguyệt khẽ lẩm bẩm Cầm quất làm vũ khí thật là mới mẻ và độc đáo nữ nhân viên cười ngượng ngùng vài tiếng mục lương nghiêm túc bình luận người nghèo mua không nổi người giàu không dùng được có chút gân gà nữ nhân viên ngượng ngùng nói có một số quý tộc thích trải nghiệm thú vui làm ruộng cho nên món ma cụ này rất thích hợp mục lương mỉm cười không chút để ý lực chú ý rời sang kiện ma cụ tiếp theo đó là một chiếc ly bằng xương có khảm hai viên ma thú tinh thạch màu lam trên thân đây là một ly uống nước." Mục Lương quay đầu hỏi. "Nữ nhân viên bán hàng giới thiệu. "Đúng vậy, đây là một cái ly có thể làm lạnh nước nóng nhanh chóng, nó cũng là một kiện ma cụ sơ cấp." Mục Lương lại lần nữa im lặng. "Nếu như anh nhớ không lầm, kiếp trước trong siêu thị cũng có bán ly nước có chức năng tương tự, hình như gọi là cốc làm mát 55 độ." Ly Nguyệt đang nghe truyện trên TV Audio CV co giật khóe miệng, hỏi một cái ly có thể khiến nước nóng nhanh chóng hạ nhiệt độ, cái này có người mua sao? Nữ nhân viên hất hàm, kiêu ngạo nói. Đương nhiên là có rồi, món này rất được giới quý tộc yêu thích, cửa hàng chúng ta đã bán được 30 chiếc rồi. Người ngốc lắm tiền. Một lương biểu môi lẩm bẩm một câu, thuận miệng hỏi một câu. Giá bao nhiêu? 2.500 kim tệ. Nữ nhân viên cửa hàng thanh thúy đáp. Một lương im lặng, lại lần nữa cảm thán giới quý tộc thành tác luận người ngốc nhiều tiền. Trong lòng của anh có vài ý tưởng, thành huyền vũ có thể bắt chước một chút, chế tác một chút linh khí dùng hàng ngày sau đó bán giá cao cho giới quý tộc. Tủ lạnh và điều hòa không khí có thể lấy ra bán. Ánh mắt của một lương lấp lóe. Anh quét nhìn những ma cụ khác trong tiệm, nhanh chóng có nhận thức mới về chủng loại ma cụ. Nơi này có đinh ba, cây quạt, mũ và nhiều loại đồ vật khác, Chúng nó có công năng đầy đủ nhưng tính thực dụng rất thấp, điểm chung là tất cả đều có giá bán trên trời, kỳ lạ là rất nhiều người muốn mua. Trong tiệm còn có một số ma cụ trung cấp, có ma cụ loại hình công kích và loại hình phòng ngự, chỉ là giá cả muốn đắt gấp 10 lần so với ma cụ bình thường. Quý khách có nhìn thấy thứ mình thích không? Nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi. Ở đây có ma cụ cao cấp không? Một lương hỏi một đằng trả lời một nẻo nữ nhân viên thanh thúy nói quý khách nói đùa ma cụ cao cấp vốn dĩ rất ít cửa hàng chúng ta tự nhiên là không có nhưng sau này có lẽ sẽ có mục lương nhún vai tiếc nuối nói vậy thì thật đáng tiếc lần này ta tới chính là muốn mua ma cụ cao cấp quý khách không cần những ma cụ khác sao nữ nhân viên cửa hàng chưa từ bỏ ý định mà hỏi tạm thời không cần mục lương lắc đầu chúng ta có thứ tốt hơn Ngải Lị Na cười tươi như hoa nói. Ra là vậy. Nữ nhân viên cửa hàng cười xấu hổ. Cô ấy nhìn ra những người trước mắt đều không phải là người bình thường, từ cách ăn mặc cho đến khí chất mà bọn họ toát ra. Đi thôi, lần sau lại đến, hy vọng đến lúc đó cửa hàng sẽ có ma cụ tốt. Mục lương xoay người đi ra ngoài. Trong lòng của anh có rất nhiều ý tưởng, dự định trở về chế tác một vài linh khí bình thường dùng hàng ngày sau đó đặt ở Trân Bảo Lâu để bán thử cộp cộp cột lợi áo đức rời đi chợ giao dịch lão đảo chạy vào một hẻm nhỏ hắn thường xuyên quay đầu nhìn về phía sau xác định không có ai đi theo mới thở vào nhẹ nhõm một hơi phù phù khụ khụ làm ta sợ muốn chết lợi áo đức viện tay vào tường rồi cúi người ho khan kịch liệt sắc mặt hắn rất khó coi hắn xoay người dựa vào tường ngồi sụp xuống hai tròng mắt dần dần đỏ lên em gái lợi áo đức thấp giọng khóc thúc thít hôm nay hắn không trộn được cái gì, trở về có lẽ sẽ bị đánh một trận, thậm chí còn không được cho ăn. Hắn ngồi trong hẻm gần nửa tiếng, mãi đến khi bụng réo lên mới run rẩy đứng dậy. Thiếu niên rời khỏi hẻm nhỏ, đi về phía khu ổ chuột. Phía sau hắn, ngôn băng không nói một lời nào mà đi theo, đôi mắt màu tím dưới mũ giáp của cô thoáng qua một tia thương hại. Lợi áo đức xuyên qua từng con hẻm nhỏ, hắn chuyên chọn những địa phương ít người để đi, cứ thế đi bộ như vậy hơn 20 phút mới chậm rãi đến gần khu ổ chuột. Thiếu niên vừa trở lại khu ổ chuột thì nhìn thấy rất nhiều người cổng bao lớn bao nhỏ, có vẻ như bọn họ đang có ý định rời khỏi đây. Các ngươi muốn đi nơi nào? Lợi áo đức nghi ngờ hỏi. Đi thành huyền vũ nha. Có người đáp lại. Lợi áo đức ngạc nhiên hỏi. Đi thành huyền vũ làm cái gì? Đến đó sinh sống, thành huyền vũ có rất nhiều công tác, chúng ta không cần lo lắng bị đói bụng còn có nhà để ở một người khác giải thích ngươi cũng đi đi ngươi còn trẻ như vậy đừng chôn vùi cuộc sống ở khu ổ chuột có người khuyên bảo ta không thể đi ánh mắt của lợi áo đức ảm đạm nếu như em gái không ở trong tay kim thì có lẽ hắn sẽ cùng mọi người đến thành huyền vũ hắn đưa mắt nhìn đám người rời đi trong đó có nhiều người là người quen ngày xưa thiếu niên thở dài xoay người đi vào bên trong. Hắn đi vào sâu bên trong xóm nghèo rồi dừng lại trước một căn lều bằng da thú không có gì nổi bật. Tuy lều da thú không lớn nhưng cửa lại được làm bằng gỗ, cho nên đứng ở bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Lợi áo đứt hít một hơi thật sâu và đưa tay lên gõ cửa có tiết tấu, ba dài, hai ngắn và một dài. Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa đáp lại, cánh cửa gỗ được mở ra từ bên trong. Có kép Người mở cửa là một người đàn ông gầy gò có làn da ngâm đen, hắn ta khoảng 40 tuổi, lúc này nhìn chầm chầm thiếu niên với ánh mắt không thân thiện. Ân kỳ hỏi với giọng khàn khàn. Trở về rồi à, thu hoạch thế nào rồi? Không có thu hoạch. Lợi áo đức trung rẩy nói. Không thu hoạch mà ngươi còn dám trở về. Hai mắt ân kỳ trừng lớn, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Buổi chiều buổi chiều ta nhất định sẽ có thu hoạch, để ta gặp em gái trước đi lợi áo đức khẩn cầu. Hừ, lời ta nói không tính, ngươi phải đi hỏi lão đại. Ân kỳ cười lạnh lùng nói, rồi nhắc nhở. Hôm nay nếu như không có thu hoạch, lấy tính khí của lão đại, ngươi và kể cả em gái của ngươi đều phải chết. Lợi áo đức trùng mình một cái, vội vàng nói. Sẽ không có chuyện đó, ta nhất định sẽ có thu hoạch. Vào đi. Ân kỳ biểu môi, nghiêng người tránh sang một bên. Lợi áo đức cắn răng, Hít một hơi thật sâu rồi đi vào lều. Ánh sáng trong lều mờ ảo, hầu như không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Trong lều không có đồ đạc gì, chỉ có một cây cầu thang dẫn xuống lòng đất. Lợi áo Đức kiên trì bước xuống cầu thang, tiếng bước chân rõ ràng vang vọng ở bên tai. Bên ngoài lều, Ngôn Băng nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thi triển năng lực thức tỉnh, cơ thể xuyên qua lều da thú tiến vào bên trong. Cô nhìn thấy cầu thang dẫn xuống lòng đất lập tức bước đi nhẹ hơn đuổi theo lời áo đức. Phía dưới lều gia thú là không gian ngầm rộng rãi. Không gian ngầm chỉ có một tầng, sau khi đi hết bậc thang thì sẽ gặp một lối đi dài, trên vách tường được khảm nạm đá phát sáng. Cuối lối đi là một căn phòng hình vuông bằng đá cao 4 mét, rộng khoảng 8 mét. Thay vì nói là căn phòng đá, không bằng nói nó là một đại sảnh dẫn đến thông đạo và gian phòng khác. Ngôn băng dừng bước, ở bên trái và bên phải đều có một lối đi. Cô đợi trong phòng đá một hồi, sau đó quay người đi tới thông đạo bên trái. Một bên khác, Lợi Áo Đức gặp được lão đại của tổ chức đạo tặc Kim. Kim Thế Khải là cường giả cấp 7, hắn là một người đàn ông to con trên 50 tuổi, đã từng là một kỵ sĩ. Tay không trở về. Kim Thế Khải ngước mắt nhìn Thiếu Niên quỳ dưới đất, giọng nói rất bình tĩnh. Cơ thể của Lợi Áo Đức run rẩy, thấp giọng khẩn cầu. "Kim đại nhân, buổi chiều ta nhất định sẽ có thu hoạch." nếu như không có thì sao kim thế khải hơi nghiêng đầu một tay chống cằm chắc chắn sẽ có không có nếu như lợi áo đức nói một cách bảo đảm kim thế khải không nói gì ánh mắt ngày càng lạnh lẽo hắn nhìn lợi áo đức giống như là đang nhìn một người chết kim đại nhân giọng nói của lợi áo đức run rẩy vội vàng cúi đầu kim thế khải buông mắt xuống lạnh lùng nói nhớ kỹ nếu chiều nay lại tay không trở về thì hai anh em các ngươi chuẩn bị chờ chết đi vâng ta hiểu rõ lợi áo đức dập đầu xuống đất thật mạnh để tỏ thái độ của mình đi ra ngoài đi kim thế khải nhắm mắt lại sắc mặt của lợi áo đức biến đổi hắn lấy hết can đảm để hỏi kim đại nhân ta có thể gặp dung nhi không kim thế khải phất tay nhàn nhạt nói đi thôi có lẽ đây là lần cuối cùng Cảm ơn Kim Đại Nhân Trong lòng lợi áo đức căng thẳng Vội vàng lại dập đầu lạy ba cái Hắn đứng lên Lo lắng rời khỏi căn phòng Thiếu niên vừa mới ra tới Đã chạm trán ngôn băng đang ẩn thân Cô gái tóc tím dừng bước Và nhìn thấy Kim Thế Khải ngồi trên ghế đá Thông qua cánh cửa gỗ chưa đóng lại Lợi áo đức xoay người đóng cửa lại Sau đó đi dọc theo thông đạo Tới chỗ sâu hơn Sâu trong thông đạo là một nhà giam Cửa phòng là những cây sắt dày bằng hai ngón tay, từ bên ngoài có thể nhìn thấy người ở bên trong. Trong phòng có khá nhiều người, số đông đều là những đứa trẻ 13, 14 tuổi, cũng có thiếu niên 17, 18 tuổi. Dung Nhi Lợi áo đức kích động hô một tiếng. Hô cái gì mà hô, muốn chết phải không? Một tên to con gác cửa chửi ầm lên. Một tên khác nhíu mày hỏi. Nhóc con, ngươi tới nơi này làm gì? Kim Đại Nhân nói ta có thể gặp em gái. Lợi áo đức giải thích. Hừ, vậy thì tới đây. Tên to con hừ lạnh một tiếng. Lợi áo đức vội vàng đi lên trước, nắm lấy cánh cửa sắt và hét lên. Dung Nhi, anh trai tới rồi. Anh trai? Một giọng nói kinh ngạc và vui mừng vang lên. Cộp cộp cộp. Dung Nhi chạy chân trần tới trước cửa sắt, trên khuôn mặt nhỏ xám xịt tràn đầy sự sợ hãi lẫn vui mừng. Cô bé vui vẻ hỏi. Anh trai? ngươi tới đón ta đi ra ngoài sao? Dung Nhi là một cô bé khoảng 12 tuổi, cô bé có một mái tóc đen ngắn cũng cẩn trông không giống bé gái, càng giống như là một đứa bé trai hơn. Dung Nhi, tạm thời anh trai còn chưa thể đón ngươi ra ngoài được. Hai mắt lợi áo đứt ửng đỏ, nước mắt rơi không kiểm soát được. Anh trai đừng khóc, Dung Nhi không vội nha. Dung Nhi ngoan ngoãn nói. Hai mắt của cô bé cũng đỏ hoe, cố gắng vươn tay nhỏ muốn chà lau nước mắt trên mặt anh trai. Được rồi, đã hết giờ, mau cút ra ngoài đi. Tên to con gác cửa nhấc chân lên đá vào người thiếu niên. Không được đánh anh trai của ta. Dung Nhi hét ầm lên. Dung Nhi, ta không sao. Lợi áo đức đứng lên, vội vàng trấn an em gái. Ngôn băng yên lặng chứng kiến mọi việc. Sau khi thiếu niên rời đi, cô vô thanh vô tức đuổi theo, đến lúc trở về hồi báo tình huống với một lương rồi. Mục Lương mang theo Ly Nguyệt, Ngải Lị Na, Vương Phi Nhi và Pháp Kiệt Sâm từ trên trời giáng xuống, trở lại tầng 8 khu trung ương. Pháp Kiệt Sâm vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, kể từ khi tiến vào không phận thành huyền vũ thì lão không nhịn được khiếp sợ trước những gì mình nhìn thấy. Trà thủ sinh mệnh khổng lồ với tán cây có thể chạm đến tầng mây, rùa đen còn lớn hơn thành tác luận gấp mấy lần và còn rất rất nhiều thứ khác. Trở về rồi. Nguyệt Thấm Lan đi ra từ trong cung điện. Từ. Mục lương miễn cười lên tiếng. Vị này là... Nguyệt Thấm Lan nhìn về phía Pháp Kiệt Sâm, ánh mắt mang theo sự dò hỏi. Mục lương dịu dàng giới thiệu. Pháp Kiệt Sâm, luyện dược sư cấp 7, sau này sẽ là người của Thành Huyền Vũ. Luyện dược sư cấp 7 sao, rất tốt. Đôi mắt màu xanh nước biển của Nguyệt Thấm Lan sáng lên. Sắp xếp cho lão ở khu Trung ương đi, thuận tiện đến sở nghiên cứu. Mục lương dặn dò. Vâng. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã gật đầu, nhìn về phía Pháp Kiệt Sâm, nhẹ nhàng nói. Mời các hạ đi theo ta. Được, cảm ơn. Pháp Kiệt Sâm lấy lại tinh thần, đi theo Nguyệt Thấm Lan đến tầng 4. Ta đến phòng thí nghiệm. Vư Phi Nhi nhỏ giọng nói. Một lương vương tay búng nhẹ vào trán của cô gái cột tóc hai chùm, ôn hòa nói. Hôm nay ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai rồi hãy đi. Vâng, ta biết rồi. Gương mặt xinh đẹp của Vu Phi Nhi phím hồng, ngoan ngoãn gật đầu. Ta đi viết du ký mạo hiểm. Ngải Lị Na ném xuống một câu rồi hào hứng chạy về thiên điện của mình, cô muốn viết xuống những gì đã chứng kiến hôm nay. Mục Lương nhìn về phía Ly Nguyệt, dịu dàng nói. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay mệt mỏi rồi. Ta không mệt. Ly Nguyệt lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Khóe môi của Mục Lương nhếch lên, dịu dàng nói. Vậy cùng ta đến phòng làm việc đi, chúng ta làm một vài đồ vật có thể kiếm tiền. Được, đi thôi. Đôi mắt đẹp của Ly Nguyệt sáng lên, rồi đi theo một lương đến phòng làm việc, tò mò hỏi. Ngươi muốn làm thứ gì để kiếm tiền thế? Làm một chút linh khí cuộc sống. Một lương thuận miệng giải thích một câu. Ly Nguyệt chớp chớp đôi mắt màu trắng. Linh khí đồ dùng hàng ngày là gì? Chính là linh khí có thể dùng được trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như tủ lạnh, điều hòa không khí hay đại loại như vậy. Mục lương ôn hòa giải thích. Ta hiểu rồi. Ly Nguyệt chợt bừng tỉnh. Mục lương tìm thấy một khúc xương hung thú có độ dày khoảng bằng cổ tay và dài một mét rưỡi, tiếp đó dựa theo phương pháp thường dùng để tiến hành xử lý tài liệu. Ly Nguyệt tò mò quan sát, đột nhiên Linh Quang lóe lên, kinh ngạc hỏi. Mục lương, ngươi cũng muốn làm một cái quốc sao? Cô nhớ tới cửa hàng ma cụ vừa mới đến hôm nay, chiều dài của cán quốc nơi đó bằng với khúc xương hung thú mà Mục Lương đang xử lý. Mục Lương nghe vậy chợt dừng tay. Anh dở khóc dở cười nhìn về phía cô gái tóc bạc, buồn cười nói: "Không cần thiết phí tâm tư biến cây quốc thành linh khí, như thế vừa tốn thời gian lại bán không được." "Đúng, ngươi nói cũng đúng." Ly Nguyệt tán đồng gật đầu, nhìn tài liệu hung thú đang được nấu trong nồi, nghiêng đầu hỏi: vậy thì ngươi đang định làm cái gì đợi chút nữa thì ngươi sẽ biết nhưng tuyệt đối không phải là cái quất mục lương cười nói thần thần bí bí Ly nguyệt nhỏ giọng thầm thì một câu sùng sục sùng sục sau khi bỏ thêm thuốc đặc thù thì nước trong nồi nhanh chóng sôi trào tài liệu hung thú đã bị rút ngắn chỉ còn lại một đoạn nhỏ dài hơn một mét các tạp chất màu đỏ sẫm đã được xử lý sau hơn 10 phút Tài liệu hung thú đã được xử lý xong xuôi, mục lương vớt nó ra và rửa sạch bằng nước lạnh. Xương của hung thú vốn có màu vàng sẫm trở nên trắng hơn rất nhiều, hoặc nhìn như đồ gốm vừa mới ra khỏi lò. Mục lương cầm dao lên và bắt đầu gia công tài liệu hung thú. Anh chạm khắc hoa văn trên xương hung thú, sau đó lại tạo dựng mạch lộ hoàn chỉnh, cuối cùng khảm nạm ba viên tinh thạch hung thú lên trên. Mục lương vương tay ra, một giọt máu ngưng tụ ở đầu ngón tay và nhỏ xuống tinh thạch hung thú bắt đầu tiến hành thải linh xương hung thú phát ra ánh sáng màu trắng sữa rồi khuếch tán ra như gợn sóng hoa văn bên trên lấp lóe giống như là đang hô hấp ông tia sáng bắn ra bốn phía ngay sau đó lại rút về trong xương hung thú ba viên ma thú tinh thạch càng lấp lánh hơn trước liên nguyệt hỏi với giọng không quá xác định đây là một cây gậy linh khí đây là gậy chống một lương co giật khóe miệng sở dĩ anh muốn chế tác gậy chống vì tìm được linh cảm từ cửa hàng ma cụ ở thành tác luận cửa hàng kia còn có bán ma cụ gậy chống sơ cấp giúp người sử dụng có thể đi lại dễ dàng hơn nó có tác dụng gì ly nguyệt ngạc nhiên hỏi thử một chút thì sẽ biết mục lương nói xong rồi cầm lấy gậy chống xoay người đi đến một chỗ rộng rãi và trống trải anh hơi chuyển động suy nghĩ tay ấn lên tinh thạch hung thú bên trên gậy chống ông tinh thạch hung thú tỏa sáng, gậy chống lập tức dựng đứng và lơ lửng trên không cách mặt đất 10cm, một tầng gợn sóng vô hình bao trùm lấy một lương. Ngay sau đó, anh cũng lơ lửng cách mặt đất 10cm. Khóe môi của anh dương lên, cười nói. Xem ra phỏng đoán của ta đã thành sự thật. Một lương chống gậy đi về phía trước, gậy chống lập tức mang anh bay tới trước, tốc độ di chuyển không nhanh nhưng cũng nhanh hơn người bình thường đi bộ một chút. Một lương, cái này là linh khí phi hành phải không ly nguyệt kinh ngạc thốt lên có thể coi là như vậy tốc độ chậm chạp tương đối gân gà mục lương quay đầu cười nói linh khí gậy chống cho phép những người có đôi chân không thuận tiện di chuyển cách mặt đất nhưng vì tốc độ quá chậm nên nó chỉ có thể làm phương tiện giao thông thường ngày ly nguyệt tán đồng nói đúng là rất chậm còn không nhanh bằng lúc ta chạy đâu từ gậy chống này chỉ có thể di chuyển một người phù hợp với những quý tộc có hai chân không thuận tiện. Mục Lương nói với giọng rõ ràng. "Gậy chống xem như linh khí trung cấp, giá thị trường chắc chắn sẽ không thấp, dù sao thì nó vốn dĩ được chế tác dành cho giới quý tộc, bọn hắn không thiếu kim tệ và ma thú tinh thạch. Vậy ngươi muốn định giá như thế nào?" Ly Nguyệt nói khẽ. Mục Lương suy nghĩ một chút, ôn hòa nói. "Một cây một viên tinh thạch ma thú cấp 6, ngươi thấy thế nào?" dù sao cũng là linh khí trung cấp, cái giá này không đắt. Ly Nguyệt nhớ lại giá bán ma cụ, cảm thấy gậy chống của một lương tốt hơn nhiều, tự nhiên là có thể định giá cao hơn một chút. Anh chậm rãi gật đầu nói. Từ, vậy để Lê Tuyết và Lê Nhã học cách chế tác rồi làm thêm vài cây gậy chống nữa. Được rồi, ta đi gọi các cô ấy tới. Liên Nguyệt xoay người muốn rời đi. Đừng nóng vội, ta vẫn một số ý tưởng khác, làm hết rồi lại nói luôn một thể. Mục Lương phất tay. Anh thả gậy chống xuống, kéo qua một trang giấy trắng rồi cầm bút lên bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Anh dự định mở một cửa hàng linh khí ở phố buôn bán, chuyên môn bán linh khí, như vậy chủng loại linh khí bình thường cần phải phong phú hơn một chút. Trước mắt chỉ có tủ lạnh, điều hòa không khí và gậy chống, như vậy quá ít ỏi. Ly Nguyệt đề nghị: "Mục Lương, ngươi có thể cải tiến xe đạp nha, biến nó thành linh khí cuộc sống rồi đem đi bán." Có lý, ngươi nhắc ta mới nhớ. Đôi mắt đen nhánh của Mục Lương sáng lên. Ở thành tác luận, hắn chỉ thấy có xe thú và xe kéo, hơn nửa số lượng đều rất ít. Xe kéo cũng giống như xe kéo ở kiếp trước, chỉ khác ở chỗ người kéo là nô lệ. Có thể thử xem. Mục Lương cúi đầu xuống, tiếp tục viết viết vẽ vẽ. Đạp đạp đạp. Lợn tám răng nanh kéo xe thú dừng lại phía trước khu trung ương, ngôn băng bước từ trên xe xuống dưới, bước nhanh vào trong. Đội trưởng ngôn băng Trước cổng lớn trung ương, A Thanh và A Mạng vừa thay phiên công việc, thấy ngôn băng đi tới, lập tức nâng tay lên chào theo nghi thức quân đội. Cô dừng chân lại, nghiêng đầu hỏi. Thành chủ đại nhân đã trở lại chưa? A Thanh đáp lại. Đại nhân đã trở lại. Được. Ngôn băng lại tiếp tục bước nhanh về phía cung điện. Cô đi thẳng tới tầng 8, gỡ xuống mũ giáp để cho tóc ngắn màu tím xỏa tung ra. Tiểu thư ngôn băng đã trở lại. Bên trong cung điện, tiểu tử cất tiếng mềm mại chào hỏi. Ngôn băng gật đầu đáp lại lời của cô rồi nhẹ giọng hỏi. Thành chủ đại nhân đang ở đâu? Tiểu tử ôn nhu nói. Đại nhân đang ở trong phòng làm việc, đã vào đó được 3-4 giờ rồi. Ta qua đó tìm ngài ấy. Ngôn băng xoay người đi thẳng tới phòng làm việc cô đưa tay đang muốn gõ cửa thì cửa phòng được người đẩy từ bên trong ra ken kép ly nguyệt với khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ xuất hiện cô và cô gái tóc tím bốn mắt nhìn nhau ngôn băng chớp chớp con ngươi màu tím kinh ngạc hỏi tại sao mặt ngươi đỏ như vậy đôi mắt đẹp của ly nguyệt mơ hồ một chút nhưng ngay sau đó cô đã trấn định được ngay và nói có lẽ do không khí trong phòng làm việc hơi ngột ngạt Nói thì nói như vậy nhưng trong đầu cô lại không tự chủ được bắt đầu hiện lên một đoạn hình ảnh, một lương kéo tay cô, hai người từ từ tới gần. Kỳ thực đó mới là nguyên nhân khiến khuôn mặt Ly Nguyệt đỏ bừng. Cô gái tóc tím lộ ra sự nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, thăm dò hỏi. Mục lương đang bận ư. Vào đi. Âm thanh ôn hòa của mục lương truyền ra. Vâng. Ngôn băng trả lời, sau đó cô cất bước đi vào phòng làm việc phía trước bàn điều khiển mục lương buông tài liệu hung thú trong tay xuống ngước mắt lên nhìn cô gái tóc tím vừa bước vào đã trở lại rồi ư anh lạnh nhạt mở miệng ngôn băng trong trẻo nói vâng đã tìm được đại bản doanh của tổ chức kim báo cáo chi tiết mục lương gõ ngón tay lên mặt bàn đại bản doanh của kim nằm ở khu ổ chuột ngay trong một căn lều rất bình thường chẳng có chút nổi bật nào ngôn băng nghiêm túc báo cáo kể lại tất cả những gì mình đã tận mắt chứng kiến hóa ra là như vậy hai mắt một lương lóe sáng ngón tay vẫn không ngừng gõ lên mặt bàn đại nhân muốn ra tay không ngôn băng nắm thật chặt tay ánh mắt sáng quắc nhìn về phía một lương ra tay ư một lương suy nghĩ thứ gì đó ngôn băng cảm thấy hơi căng thẳng trong đầu cô lại hiện lên một khuôn mặt đầy bụi trong suy nghĩ của cô một tổ chức như kim không nên tồn tại cô ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói. Đại nhân, lợi áo đức muốn tới thành huyền vũ, nhưng em gái hắn bị người khác nắm trong tay, nên hắn chỉ có thể ở lại nơi đó. Ừm, ta đã biết. Hai mắt một lương lóe sáng. Anh chống tay đỡ cầm, lạnh nhạt nói. Đại bản doanh của Kim chắc chắn sẽ có rất nhiều tinh thạch ma thú, ngươi và Ni Cát Sa dẫn người qua bên đó mang tất cả về đây, còn những người khác, giải quyết ngay tại chỗ đi ngẫu nhiên thực hiện một lần đen ăn đen cũng không tồi. Vâng. Trong ánh mắt ngôn băng hiện lên vẻ vui mừng, cô biết Mục Lương sẽ không mặc kệ mà. Đi đi, nhớ chú ý an toàn. Mục Lương bình thản nói. Vâng. Ngôn băng nâng tay lên chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, cô xoay người vội vã rời khỏi phòng làm việc, cô cần đi tìm ni Cát xa trước, tiếp theo mới triệu tập đội viên của bộ đội U Linh ngôn băng muốn trước khi trời tối giải quyết xong tổ chức kim kia nếu không lợi áo đức và những người khác sẽ chết cô không cho rằng lợi áo đức có khả năng trộn được những thứ hắn cần trước khi trời tối nhưng nếu thất bại vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong kỳ thật ngay cả khi trộn được tới sau này nếu như hắn sai lầm dù chỉ một lần thôi cuối cùng hắn vẫn phải chết ngôn băng đi rồi một lương cuối đầu suy nghĩ thêm một hồi anh quyết định sẽ chế tạo ra một bộ khôi giáp u linh phù hợp cho duy lợi á sử dụng duy lợi á là hải yêu chiến trường chủ yếu của cô ấy là ở trong nước anh đưa tay rút ra một tờ giấy cầm lấy bút bắt đầu thiết kế đồng thời cũng đang suy nghĩ khi chế tác khôi giáp nên sử dụng loại tài liệu nào mới tốt vẫy thủy tinh ngư vẫy rồng vân mây đen hay vẫy rồng biển một lương ngừng tay một chút nhẹ giọng nói thầm có lẽ tất cả đều dùng được ở đầu bên kia, Đồ Lan đi tới phía trước huyền không cát, cô kinh ngạc tới mức há to miệng khi nhìn cứ điểm khổng lồ trước mặt. Thật lớn. Vẻ mặt cô đầy chấn động. Đồ Lan dương miệng, cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay. Sau khi thở sâu một hơi, cô đã hạ quyết tâm cất bước đi đến huyền không cát. Cô đứng vào phía sau đội ngũ đang xếp hàng, đi từng bước một tới gần quầy đăng ký. Chờ chừng 10 phút, cuối cùng, mới đến lượt cô. Xin chào vào thành cần văn điệp thông quan, cần. Nhân viên công tác nhìn về phía Đồ Lan, thuần thục giới thiệu. Đồ Lan sửng sốt một chút rồi ngạc nhiên nói. Chuyện kia ta đến đây để tìm người. Tìm ai? Nhân viên công tác lễ phép hỏi. Ta cũng không biết, có người cho ta lệnh bài này, bảo buổi chiều nay ta tới đây tìm hắn. Nói xong, Đồ Lan lấy ra lệnh bài một lương đã đưa cho cô. Nhân viên công tác nhìn thấy lệnh bài, lập tức lộ vẻ sửng sốt, khuôn mặt cô ấy nghiêm túc lên. Sau đó, cô ấy đứng lên nói. Các hạ đi theo ta qua bên này. Vân vân. Ánh mắt đồ lan mờ mịt, cô đi theo nhân viên công tác qua một bên. Rất nhanh sau đó, hai người bọn họ đã bước vào thành thông đạo. Nhân viên công tác tìm được tán viêm, nghiêm mặt nói. Đại nhân tán viêm, người này có lệnh bài của thành chủ đại nhân. Lệnh bài của thành chủ đại nhân, vẻ mặt tán viêm cũng trở nên nghiêm túc hắn thận trọng đánh giá đồ lan thành chủ đại nhân đồ lan kinh ngạc lên tiếng người trẻ tuổi cùng cô uống rượu sáng nay lại là thành chủ thành huyền vũ ta có thể xem lệnh bài của ngươi không tán viêm vươn tay ra có thể có thể đồ lan vội vàng đưa lệnh bài trong tay ra phía trước tán viêm nhận lấy lệnh bài nhìn tới nhìn lui thận trọng đánh giá thêm vài lần sau khi xác định đây chính là lệnh bài do thành chủ đại nhân tự tay chế tác hắn mới trầm giọng hỏi các hạ nhận được lệnh bài này như thế nào là một người trẻ tuổi cho ta bên người hắn còn có ba cô gái mang khăn che mặt đồ lan vội vàng giải thích người trẻ tuổi sao nghe rất giống thành chủ đại nhân tán viêm có chút đâm chiêu gật đầu hắn trả lệnh bài để lại cho đồ lan rồi ngước mắt nói ngươi theo ta qua bên này ta sẽ mang ngươi đi gặp thành chủ đại nhân. Vâng, cảm ơn. Ít hầu đồ lan giật giật, nghĩ tới loại rượu mãnh liệt nóng muốn cháy phổi kia, cô không chút do dự gật đầu đồng ý, cô siết chặt lệnh bài, đi theo tán viêm. Hai người bước nhanh vào thông đạo rời khỏi huyền không cát. Suốt cả đoạn đường, hai người vẫn bình tĩnh và im lặng bước đi, dọc theo cầu thang đi đến sơn hải quan. Đồ lan không nhịn được lại hỏi thêm. Cái kia, người đưa lệnh bài này cho ta thật sự là của thành chủ đại nhân. Nếu ngươi không nói dối, chắc là đúng. Tán viêm trầm giọng nói. Ta không nói dối. Đồ Lan vội vàng lắc đầu. Ừm. Tán viêm cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đồ Lan yên lặng theo sát phía sau. Tới khi đến gần sơn hải quan, thấy được phía trước quảng trường có một tấm bảng gỗ lớn, bên trên viết mấy hàng chữ cảnh báo. Xin chú ý, người qua đây chớ nhìn chầm chầm vào sơn hải quan trong một khoảng thời gian dài, nếu không sẽ nguy hiểm tới sinh mạng. Đồ Lan hé miệng, nơi này thì có gì mà nguy hiểm chứ? Cô không nhịn được lòng hiếu kỳ, ngước mắt nhìn về phía sơn hải quan, ánh mắt của cô vẫn dừng trên mất chữ to kia. Mấy hô hấp sau, có khí tức đầy tanh máu đập thẳng vào mặt, khiến cho đầu cô đau đớn vô cùng. Ngay sau đó, hai mắt cô bị người che khuất, tầm mắt trở nên tối tăm ngươi không biết chữ sao âm thanh nóng giận của tán viêm vang lên thật có lỗi ta chỉ hơi chút tò mò đồ lan phục hồi lại tinh thần sắc mặt trắng bệch giải thích lòng hiếu kỳ hại chết người hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ tán viêm hừ lạnh một tiếng vâng ta sẽ nhớ kỹ đồ lan nghĩ mà sợ nói đạp 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 tán viêm mang theo đồ lan đi vào sơn hải quan phố buôn bán lại trở lại náo nhiệt như xưa, lọc vào trong tầm mắt toàn là đầu người. Thơm quá! Đồ Lan kinh ngạc lên tiếng. Cái mũi cô giật giật, ngửi thấy mùi hương mê người phả ra từ khắp nơi, cô nhịn không được hít sâu thêm mấy hơi thở. Tán viêm bình thản nói. Phố buôn bán có rất nhiều món ăn ngon, chờ sau khi gặp thành chủ đại nhân, ngươi có thể qua xem. Được. Đồ Lan chậm rãi gật đầu. Đi thôi. Tán viêm quay đầu lại, cất bước đi về hướng úng thành. Đồ Lan bước nhanh đi theo, thế nhưng đôi mắt của cô lại nhìn loạn xung quanh. Trong tầm mắt, cô thấy rất nhiều cổng, sân, chợ và cửa hàng, trong lòng tò mò không biết bọn họ đang bán những thứ gì. Hơn 10 phút sau, hai người xuyên qua úng thành, ngồi lên xe thú đi vào khu trung ương trong nội thành. Theo thời gian trôi qua, Đồ Lan thấy được từng hàng cây xanh thẳng tắp hai bên đường, Thẳng đến khi thoáng nhìn thấy tán cây của thụ thật lớn ở phía chân trời xa xa, cô mới không nhịn được kinh hô lên tiếng. Cây đại thụ thật khổng lồ. Thiếu chút nữa cô đã đứng bật dậy. Đó là thánh thụ của thành huyền vũ. Tán viêm giới thiệu. Đồ lan sợ hải thang không thôi. Tại sao nó có thể lớn được như vậy? Bởi vì nó là thánh thụ. Tán viêm nghiêm túc nói. Đồ lan giật giật khóe miệng. Câu trả lời này quá đơn giản rồi cô nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe thấy được một loạt vòng bảo hộ đằng sau vòng bảo hộ là hai hàng đường ray được đặt song song còn có nhân viên công tác đang tiến hành kiểm tra tu sửa đó là cái gì đồ lan chỉ vào đường ray hỏi đó là đường ray xe lửa tán viêm thần bí nói đường ray xe lửa chúng nó dùng làm gì vậy đồ lan càng thêm nghi hoặc nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha